Hồi 106, đại từ bi điểm hóa người ngang ngược, gương mặt nữ lang hết đỏ bừng lại biến thành lợt lạc. Vì tiểu bảo nói ta chỉ có cách cắt mũi cô nương cho tướng mạo xấu xí thì mới khỏi mắc bệnh tương tư. Nữ lang nhắm mắt lại cho hai giọt lệ trong suết chảy qua cặp lông mày dài nhỏ xuống. Vì tiểu bảo lòng dại nhũn ra, an ủi cô, đừng khóc, đừng khóc nữa, cô nên ngoan ngoãn nghe lời ta thì chẳng thà là tự cắt mũi mình chứ không cắt mũi cô nương nữa. Phương danh cô là gì? Nữ lang lắc đầu, nước mắt nàng chảy ra nhiều hơn. Vì tiểu bảo nói, té ra cô tên gọi là Dao Đầu Miêu, con mèo lắc đầu. Cái tên này nghe chẳng hay ho gì hết. Nữ lang dương mắt lên, nghẹn ngào hỏi, ai là Dao Đầu Miêu? Người mới là Dao Đầu Miêu. Vì tiểu bảo thấy cô đã lên tiếng thì trong lòng sung sướng, gã cười hỏi, được rồi, ta là Dao Đầu Miêu cũng được, còn cô tên gì? Nữ lang tức giận đáp, ta không nói vì tiểu bảo nói cô không chịu nói thì ta phải đặt cho cô một cái tên cô là á ba miêu thân mèo câm nữ lang tức quá không nhịn được gầm lên người đừng có nói nhăng nói càn ta có phải là người câm đông vì tiểu bảo gác chân lên nhau khẽ lắc đầu gã thấy nữ lang mặt giận hầm hầm mà vẫn xinh đẹp tuyệt luân khiến người ta phải ngơ ngẩn tâm hồn liền cười hỏi vậy tôn tính đại danh là gì nữ lang đáp ta đã bảo không nói là ta không nói đâu vì tiểu bảo nói ta có điều muốn thương lượng với cô, người không tên không họ có điều bất tiện, cô đã không chịu nói thì ta đặt cho cô cái tên để mà gọi. Cha, biết lấy tên gì cho hay bây giờ? Nữ lang xỉa sói, ta không thèm, ta không thèm, vì tiểu bảo cười nói, có rồi, tên cô là Vi Môn Giao Thị, Giao Thị ở nha họ Vi. Nữ lang sửng xét hỏi, tên gì mà kỳ vậy? Vì tiểu bảo nghiêm nét mặt nói, trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thù. Suốt một đời ta dù có lên núi đao hay nhảy xuống vạc dầu, muôn ngàn đao kiếm, chém đầu cả, đại nghịch bất đảo, phạm điều thậm ác, lý chẳng khoan dung, trai trộm gái điếm, trời đánh thánh vật, tuyệt tử tuyệt tôn, khắp mình mang một ngàn lẻ một vết thương, ta cũng phải lấy bằng được cô làm vợ mới nghe. Nữ lang nghe gã kể một chàng dài những lời thề độc, không khỏi ngần người ra. Cô nghe nói tới câu sau cùng mặt đỏ bừng lên, hứ một tiếng. Vì tiểu bảo lại nói, ta họ vi mà trong số mạng của cô chưa chắc đã phải thuộc về họ vi. Ta không biết cô họ gì, chỉ thấy cô lắc đầu nên kêu bằng vi môn giao thị. Nữ lang nhắm mắt lại hàn học nói, cả thế gian này không có một nhà sư nào ăn nói cản rỡ như ngươi. Ngươi đã là kẻ xuất gia thì còn lấy, lấy, cái gì, ngươi không sợ Bồ Tát trách phạt, lúc chết xuống âm cung phải vào 88 tầng địa ngục ư vì tiểu bảo chắp hai tay lại quỳ mọp xuống đất đánh binh một tiếng. Nữ lang nghe tiếng gã quỳ không khỏi động lòng hiếu kỳ, mở mắt nhìn thì thấy gã dập đầu xuống cửa sổ lại mấy lạy, miệng niệm như lai Phật tổ, quan thế âm Bồ Tát, ngọc hoàng đại đế, văn thù Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, tứ đại kim cương, diêm hoàng phán quan, vô thường tiểu quỷ sin các vị nghe đây. Đệ tử là vi tiểu bảo nhất định phải lấy cô nương này làm vợ mới được dù sau khi đệ tử chết đi có phải xuống 88 tầng địa ngục, phải rút lưỡi cưa đầu, muôn kiếp chẳng đặng siêu sinh, đệ tử cũng cam chịu. Đệ tử lúc còn sống chẳng sợ gì thì lúc chết đi việc gì mà sợ. Cô vợ này dù thế nào đệ tử cũng nhất định lấy rồi. Nữ lang thấy gã nói giọng sắt đanh chứ không phải lời phù phiếm hay đùa giỡn thì trong lòng khiếp sợ vô cùng. Cô năn nỉ, đừng nói nữa, đừng nói nữa, cô hằn học nói tiếc, người giết quách ta đi là hơn hay ngày ngày đánh đòn cũng được. Ta thù hận ngươi, nhất quyết, nhát quyết không chịu đâu. Vì tiểu bảo đã cô nương ưng thuận là hay, mà không ưng thuận cũng thế. Nói tóm lại nói tóm lại, từ nay trở đi cho đến 80 năm về sau ta cứ theo sát cô. Dù cô có biến thành bà già trăm tuổi mà ta chưa lấy được cô thì dầu chết cũng không nhắm mắt. Nữ lang tức giận nói, ngươi làm nhục ta thế này thì nhất định có một ngày ngươi chết dưới tay ta ta muốn giết ngươi trước rồi thì tự sát, vì tiểu bảo nói cô có thể giết ta nhưng phạm tội mưu sát thân phu, ta mà không thành chồng cô thì chẳng khi nào chết được. gã nói đến câu sau cùng thanh âm run rẩy, nữ lang thấy vi tiểu bảo chán nổi gân xanh thì trong lòng kinh sợ phải nhắm mắt lại. vì tiểu bảo tiến gần lại phía nữ lang mấy bước, gã bỗng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chân tay run rẩy như muốn quỳ xuống trước mặt cô mà lại lục mà năn nỉ van nài bằng một giọng trí thành. Gã lại tiến thêm một bước, cổ họng nghẹn ngào khẽ la lên một tiếng, tựa hồ con dã thú bị thương rên rỉ, tưởng chừng sắp vươn hai tay ra bóp chết nữ lang. Nữ lang ngó thấy mắt vi tiểu bảo chiếu ra những tia quái dị, nàng sợ quá kêu thét lên lanh lành. Vi tiểu bảo sừng sốt ngồi phệt xuống, thử người ra nghĩ bụng, ngày ta ở hoàng cung, mặc sức kêu phương di. Mộc Kiếm Bình là vợ lớn vợ nhỏ khi đó ta cười nói hả hê một cách ôm ôm bình thản. Ta muốn ôm ấp là ôm ấp, muốn hôn hít là hôn hít. Bây giờ cô bé này hiển nhiên đã bị lão hòa thượng điểm huyệt nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích được, mà sao đối với nàng trong lòng ta lại sợ hãi đến thế? Thậm chí không dám sở mó vào tay nàng mới thật là hèn. Gã nhìn thấy một bàn tay nàng thò ra ngoài áo tăng bào, làm le vươn tay ra khè vào một chút mà không đủ nghị lực sau gã không nhịn được bỗng buột miệng thoá mà tổ sư con mẹ nó nữ lang giật mình chẳng hiểu ra sao ngẩng đầu lên nhìn vi tiểu bảo vi tiểu bảo thẹn đỏ mặt lên rồi nói ta tự mắng ta là con tiểu quỷ nhát gan vô dụng chứ không phải mắng cô đâu nữ lang hừ một tiếng rồi nói ngươi là kẻ lớn mật làm càn chẳng còn biết sợ trời sợ đất là gì mà còn nói là con tiểu quỷ nhát gan nếu ngươi nhát gan thật thì ta cảm ơn trời phật vi tiểu bảo nghe cô nói như vậy phấn khởi tinh thân đứng ngay người lên đáp hay lắm vậy ta lớn mật làm càn bảo thiên nghịch địa mới được ta muốn cởi áo lột trần cô ra đây nữ lang chẳng còn hồn vía nào nữa cơ hồ ngất xỉu. vì tiểu bảo lại gần trước mặt nữ lang thay mặt cô giày vẻ oán hận gã lẩm bẩm hỏng rồi hỏng rồi vì tiểu bảo là con rùa đen là quân khốn kiếp đành chịu đầu hàng cô không dám động thù Gã cất giọng ôn tồn nói, bình sinh ta sợ nhất là có vợ, ta tha cô đi là xong. Bây giờ nữ lang đã bớt sợ thì lừa giận lại nổi lên. Cô nói, ngươi, ở ngoài thị trấn kia, đã nói nhăng nói cuội gì với bọn phụ nữ tồi bại. Ngươi bảo tỷ tỷ và ta là gì của ngươi, tỷ tỷ và la mân bắt ngươi, một ác nhân, đem về nhà. Vì tiểu bảo cười ha hà đáp bọn phụ nữ tồi bại đó biết cóc gì đâu mai đây ta lấy cô làm vợ rồi thì ngàn vạn đĩ điếm trong thiên hạ xếp hàng đứng trước mặt ta, ta cũng không thèm ngó tới chúng bằng một đuôi con mắt. Từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng, suốt ngày đêm 12 giờ ta chỉ dòm ngó một mình cô vợ thân yêu. Nữ lang tức quá nói, ngươi còn bảo ta là vợ, thì vĩnh viễn ta không nói với ngươi nữa. Vì tiểu bảo đáp, được rồi, được rồi, ta không nói ngoài miệng chỉ gọi trong lòng. Nữ lang nói, trong lòng cũng không được gọi vì tiểu bảo cười hỏi ta gọi ở trong lòng thì cô biết làm sao được nữ lang đáp hừ sao mà không biết ta coi vẻ mặt cổ quái của ngươi là biết ngươi nghĩ gì rồi vì tiểu bảo nói má má sinh hạ ta đã có bộ mặt cổ quái hoặc là vì từ khi lọt lòng mẹ ta đã biết sau này phải lấy cô làm vợ nữ lang nhắm mắt lại không lý gì tới gã nữa vì tiểu bảo hỏi ta có kêu cô là vợ đâu mà cô không lý gì đến ta nữa nữ lang hỏi lại còn không ư Người vừa bảo lấy ta làm, làm gì, bây giờ đã cãi rồi. Vì tiểu bảo cười đáp được lắm, cái đó ta cũng không nói nữa, ta chỉ nói sẽ làm chồng cô. Nữ lang tức giận tới cực điểm, cô nhắm mắt thật chặt, để cho vi tiểu bảo nói rông nói dài gì cũng mặc, cô nhất định không trả lời. Vì tiểu bảo không làm thế nào được, gã toàn hăm dọa cô mà không nhìn gì đến ta nữa thì ta hôn vào mặt cô nhưng câu nói chưa ra khỏi miệng gã đã rụt lại vì cảm thấy nói như vậy có điều tiết mạn đến tiểu mỹ nhân đẹp như thần tiên. Hồi lâu gã thở dài nói, ta chỉ yêu cầu cô một điều là cô cho ta biết họ tên cô rồi ta buông tha cô tức khắc nữa lang đáp. người đừng lừa gạt ta nữa, ta không mắc bẫy đâu. Vì tiểu bảo nói, ta có thể lừa gạt hết thảy mọi người trên thế gian, chỉ có một mình cô là không lừa gạt thôi. Cái đó kêu bằng đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tư mã nan truy tiểu thê tử nhất môn bất phát hoạt mã dị truy nữ lang ngơ ngác hỏi cái gì mà tứ mã nan truy và hoạt mã dị truy vì tiểu bảo đáp đây là câu cách môn của phái thiếu lâm ta nói văn tắt là ta không lừa gạt cô cô thử nghĩ coi ta nhất tâm muốn cho con cháu của cô kêu ta bằng da da bữa nay mà ta gạt cô thì con ta sẽ không gọi ta bằng bố rồi còn nói chi đến chuyện cháu chắt ban đầu nữ lang nghe vi tiểu bảo nói những gì ông ông cháu cháu bố bố, con con, cô chẳng hiểu ra làm sao, nhưng sau cô nghĩ lại biết là gã nói vòng vèo không ngoài ý định lấy cô làm vợ. Cô liền hững hờ đáp ta cũng không cần ngươi buông tha, ta bị ngươi khinh nhờn quá rồi, chẳng muốn sống làm chi nữa. Ta cần ngươi làm một việc tử tế nhất là cầm đao đâm chết ta đi cho rồi. Vì tiểu bảo đưa mắt ngó xuống cổ nữ lang, thấy vết đao mới đâm vẫn còn đỏ ửng thì lòng gã xe lại và cực kỳ hối hận gã quỳ ngay xuống đất hướng về phía nữ lang dập đầu lại binh binh mấy cây rôn nón, tại hạ thật là đắc tội với cô nương, đoạn gã vung tay lên tự đánh mình mười mấy cái bạc tai. Hai má gã đỏ ửng xương vùng. gã nói, cô nương bất tất phải thương xót, tội vi tiểu bảo thật đáng đánh đòn, rồi gã chạy ra cửa hỏi, này, lão sư điệt, ta muốn giải khai huyệt đảo cho vị cô nương này thì theo phương pháp nào? Trường quan từ nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa thiền phòng chờ đợi nội lực lão đã thâm hậu dĩ nhiên thính lực cực kỳ minh mẫn tuy vì tiểu bảo cùng nữ lang đối thoại với nhau thanh âm nhỏ bé mà cũng lọt vào tai lão hết lão thấy vị sư túc này khuyên nhủ nữ thí chủ diễn thử võ công bằng những lời nói mà lão cho rằng cao thâm khôn lường những danh từ chồng trông vợ vợ bố bố con con ông ông cháu cháu chẳng liên quan gì đến võ công lão cũng tưởng vị tiểu sư thúc này đưa ra những từ huyền diệu mà công phu tu luyện của lão chưa đến trình độ lĩnh hội được sau lão thấy tiểu sư thúc quỳ xuống dập đầu tự tát vào mặt lại càng cảm phục sát đất nên biết phái thiền tông truyền pháp trước nay chú trọng về đường giác ngộ khi đệ tử không hiểu rõ sự huyền vi của sư tôn truyền thụ thì sư phụ thường cầm gậy đánh và lớn tiếng quát cầm gậy đánh người để truyền đạo pháp mới bắt đầu từ Đức Sơn Thiền Sư đời nhà đường sách sử nói là đạo pháp ngặt nghèo dùng gậy giết sư thiên hạ. Dĩ nhiên không phải đánh chết các vị hòa thượng thật sự, mà y nói muốn được truyền pháp phải chịu đòn đau. Còn quát tháo để thúc đẩy cho người mau giác ngộ thì bắt đầu từ đạo nhất thiền sư, một vị cao tăng khác cũng vào thời nhà đường. Vị thiền sư này họ mã, người ta kêu bằng mã tổ, thành ngữ đương đầu, hát cũng do đó mà ra. Trừng quan bụng bảo giả sư thúc đang dùng Phật Pháp cao thâm để điểm hóa cho nữ thí chủ. Ngày trước cao tăng đã dùng gậy đánh người để điểm hóa. Ngày nay tiểu sư thúc vung trường tự đánh mình để điểm hóa. Thế là sư thúc xả kỳ vì người, lòng dạ từ bi còn hơn cả tiền nhân. Lão nghe vi tiểu bảo hỏi về cách giải huyệt cho nữ lang, vội đáp, vị nữ thí chủ kia bị phong tỏa huyệt thiên phê. Huyệt đạo này thuộc về túc thái dương tỳ kinh sư thúc chỉ cần làm phép thôi, cung quá huyết ở huyệt cơ môn và huyệt huyết hải trên đùi cô là lập tức giải khai được ngay. Vì tiểu bảo hỏi, hai huyệt cơ môn và huyết hải nằm ở chỗ nào? Trừng quan ven áo lên chỉ vào huyệt đạo bên đầu gối cho gã nhận đúng và cho gã thử không sai lầm nữa rồi lão mới dạy đến cách thôi, cung quá huyết. Lão nói, sư thúc chưa luyện nội tình thì việc giải khai huyệt đạo chậm có hiệu quả, nhưng nắn bóp chừng nửa giờ là giải khai được. Vì tiểu bảo gật đầu trở lại bên giường, nữ lang kinh hãi la lên, ta không cần ngươi giải khai huyệt đạo, ngươi không được sờ vào mình ta. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, nắn bóp hàng nửa giờ bên đầu gối nàng quả là không tiện. Ta thực tình muốn giải khai huyệt đạo cho nàng, nhưng nàng nhất định bảo ta là có ý xuồng xã. Kể ra chồng xuồng xã với vợ là công bằng, hợp đạo trời đất. Huống chi thời cơ tốt đẹp không nên bỏ lỡ, lỡ mất cơ là đáng chém đầu. Có điều cô chiêu này có tính hung dữ, mình giải khai huyệt đạo cho nàng chỉ sợ nàng đập đầu vào tường tự tử. Như thế thì vi tiểu bào này phải đi đến bước đường tuyệt tử tuyệt tôn. Gã liền quay lại hỏi nếu không dùng bàn tay để nắn bóp thì có dùng cách nào khác được chăng chừng quan đáp kể ra cũng còn nhiều phương pháp. Lão vén tay áo lên khẽ phất một cái, dùng phép đàn chỉ thần công điểm lên không? Bỗng lão la lớn, chao ôi, không xong rồi tiểu sư thúc chưa luyện nội tình không dùng phép này được để sư điệp nghĩ lại coi thực ra lão chỉ cần phất tay áo một cái hoặc dùng đàn chỉ thần công cách không điểm tới là có thể giải khai huyệt đạo cho nữ lang được ngay nhưng lão là người câu nệ không chịu cảm hóa lão nghĩ rằng sư thúc đã hỏi thì ta tìm cách trả lời nhưng trong mình lão nhân ra chẳng có chút nội lực nào mà không dùng ngón tay nắn bóp để giải huyệt thì thật khó quá dù lão có nghĩ cả năm chưa chắc đã tìm ra được biện pháp khác. Vì tiểu bảo thấy trừng quan ngửa mặt lên trời ngơ ngẩn xuất thần, gã cũng sợ lão ta nghĩ hàng ba, bốn giờ, cứ ngồi lì như vậy hàng nửa ngày là chuyện thường. Vì tiểu bảo lại nhớ tới ngày ở hoàng cung gã giải huyệt cho mộc kiếm bình từ bậc nhất tới bậc thứ chín, gã đã dùng các biện pháp bừa bãi nào đâm nào chọc vào người cô chẳng úy kỳ gì. Dù cô ở địa vị chúa tôn cao, gã cũng không coi vào đâu nhưng đối với nữ lang vô danh trước mắt gã lại rụt rè e sợ cử động khép nép coi cô như một vị thiên thần làm nghĩa làm sao gã liếc mắt nhìn nữ lang thấy cặp lông mày cô nhăn tít lại vẻ mặt cực kỳ đau khổ bất giác lại nổi lòng thương hương tiếc ngọc liền cầm cái dùi mõ đến bên nữ lang nói vì tiểu bảo này không hiểu kiếp trước đã nợ nần gì cô nương mà kiếp này chẳng biết sợ trời sợ đất chỉ sợ một mình cô bây giờ tại hạ xin đầu hàng và giải khai huyệt đạo cho cô, chứ chẳng có lần khẩn chi hết. Đã nói rồi ven áo tăng bào lên, cầm dùi trống khẽ chọc vào chỗ đầu gối chân trái cô. Nữ lang nguyết gã một cái rồi mím miệng lại, vì tiểu bảo lại chọc mấy cái nữa rồi hỏi cô thấy thế nào, nữ làng đáp người chỉ biết nói chuyện lưu manh, còn ngoài ra không hiểu chi hết. Nguyên trừng quan nội lực thâm hậu khẽ trò một cái là kinh lực thấu vào huyệt đạo đối phương được ngay còn vi tiểu bảo cầm dùi mõ đâm vào tuy chúng bộ vị huyệt đạo, nhưng nội lực không đủ, nên trong lúc nhất thời không giải khai huyệt đạo cho cô được. Gã nghe nữ lang buông lời mạt sát thì không ngăn được lửa giận. Gã đâm mấy cay khá nặng, nữ lang ối lên một tiếng, vì tiểu bảo kinh hãi hỏi, đau lắm hay sao, nữ lang tức giận đáp, ta, 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 cô nói ba tiếng ta rồi không thét lên lời được nữa. Vì tiểu bảo lại đâm vào đầu gối bên chân phải nữ lang, nhẹ nhàng hơn. Bỗng nữ lang dùng mình, vì tiểu bảo cả mừng nói, được rồi, nguyên trước phái thiếu lâm có 72 môn tuyệt kỹ, bắt đầu bữa nay thành 73 môn. Tuyệt kỹ của vị cao tăng hồi minh sáng tác kêu bằng một ngư trùy giải huyệt thần công. Ha ha, gã đang nhơn nhơn đắc ý thì đột nhiên trước ngực đau nhói lên khiến gỡ á ngần người ra. Nữ lang đã trở mình ngồi dậy vươn tay đoạt lấy thanh đao trùy thủ đâm chúng vào ngực gã gã la hoảng trời ý đàn bà mưu sát thân phu gã ngồi phệt xuống nữ lang điểm chân trái xuống đất vọt ra ngoài phòng trừng quan kinh hãi ra tay cản lại miệng lắp bắp nữ thí chủ thí chủ giết giết chết sư thúc của bần tăng nữ lang tay trái cầm thanh liễu diệp đao đưa sang tay phải đâm veo véo luôn ba nhát trừng quan vươn tay trái ra đoạt lấy lưỡi đao của cô lão phất tay áo bào một cái nữ lang hai chân tê trồn ngã lăn xuống đất Trừng quan chạy đến bên vi tiểu bảo thấy lưỡi chùy thủ đâm vào mé phải trước ngực. Lão liền búng ngón tay giữa mấy cái để phong tỏa huyệt đạo chung quanh vết thương. Lão vừa động thủ vừa niệm A-di-đà Phật, xin Đức Phật từ bi bảo hộ cho. Lão dùng ba ngón tay nắm lấy trôi đao chùy thủ khẽ rút lên, máu tươi chảy ra theo. Trừng quan vội cởi áo gã ra coi thấy miệng vết thương không lớn mà chỉ sâu chừng một tấc. Lão bớt lo âu lại cất tiêm niệm A-di-đà Phật nguyên vi tiểu bảo mặc bảo y hộ thân, nếu lưỡi chủy thủ không sắc bén khác thường thì chẳng làm tổn thương đến lão chút nào. Lưỡi chủy thủ tuy đâm suốt bảo y nhưng lùng lực đạo đã giảm quá nửa, nên thương thế của gã không lấy gì làm nặng lắm. Vì tiểu bảo thấy máu chảy trước ngực mà vết thương lại đau kịch liệt, gã tưởng mình khó sống được. Miệng không ngớt làm nhảm, trời ý, ý mưu sát thân phu, úi hao, mưu sát, thân nữ lang nằm lăn dưới đất vừa khóc vừa nói, lão hòa, thường, ta giết gã đấy, lão giết ta đi, để đền mạng, cho gã, trừng quan đáp, hỡi ư, tệ sư thúc điểm hóa cho nữ thí chủ mà thí chủ vẫn mê man bất tỉnh thì cũng không sao. Nhưng thí chủ hành hung giết ngươi thì có điều, quá lắm. Vì tiểu bảo nói, ta, ta sắp chết rồi, hỡi, hỡi. sát thân. Trừng quan hấp tấp vọ ra khỏi phòng đi lấy thuốc giấu buộc vết thương cho vi tiểu bào và ăn ủi gã. Sư thúc, sư thúc lòng dạ đại từ đại bi, điểm hóa cho người ngang ngược. Đức Phật có mắt không để cho sư thúc phải viên tịch về Tây Thiên Mai đâu. Vi tiểu Bảo thở dài nói, lão sư điệt tha y ra đi. Y, y đem lòng hận thù ta đến chết. Trừng quan hỏi, buông tha cho nữ thí chủ này ư. Nếu thương thế của sư thúc không khỏi được mà phải viên tịch thì làm thế nào? vì tiểu bảo chợt đông tâm linh liền bảo lão sư điệt ghé tai vào đây trời ơi ta sắp chết rồi ta sắp chết rồi trừng quan khom lưng kề lỗ tai vào miệng vi tiểu bảo gã nói rất khẽ sư điệt giải khai huyệt đảo cho y nhưng đừng để y ra khỏi phòng chờ y đem hết võ nghệ toàn thân biểu diễn xong khi đó sẽ trừng quan hỏi để làm gì vì tiểu bảo ngập ngừng khi đó khi đó sẽ gã nói tới đây gần như kiệt lực thở lên hồng hộp lắp bắp nói tiếp, sư điệt cứ theo lời dặn của ta, lẹ, lẹ. Hồi 107, vì mỹ nhân rèn luyện võ công, trường quan nghe vi tiểu bảo thúc giục cấp bách, trong lúc nhất thời lão không hiểu ý gã, công xoay mình bật ngón tay giải khai huyệt đạo cho nữ lang. Nữ lang thấy vi tiểu bảo nói với trường quan một cách úp mở thì nghĩ bụng, tên tiểu ác tăng này rất nhiều ngụy kế, lúc lâm tử chắc gã còn an bài mưu trước thâm độc để trừng trị ta không thì hiển nhiên ta bị điểm huyệt hết đương nhúc nhích, sao gã còn buông tha ta. Cô muốn đứng phát dậy, nhưng huyệt đạo mới được giải khai, mạch máu lưu thông chưa được điều hòa. Cô vừa cử đông thì hai chân tê trồn lại té xuống. Trường quan ngơ ngác nhìn nữ lang, miệng không ngớt niệm Phật. Nữ lang càng kinh hãi hơn, kêu thét lên, mau phóng trường đánh chết ta đi. Các người hành hạ ta thế này đâu phải là anh hùng hảo hán. Trường quan đáp A-di-đà Phật tiểu sư thúc đã bảo lúc này chưa thể tha nữ thí chủ, dĩ nhiên bần tăng không sát hại thí chủ đâu. Nữ lang kinh hãi mặt đỏ bừng lên, bụng bảo giả tên tiểu ác tăng này đã nói lấy ta, làm vợ gì đó. Nếu không xong thì gã chết cũng chẳng nhắm mắt, hay là, chấm hay là trước khi tắt hơi gã muốn lấy ta, làm cho vợ chồng gì đây. Cô nghiêng mình lượm thanh liễu diệp đao ở dưới đất lên đâm mạnh vào chán. Trường quan phất tay áo bảo cuốn lấy mũi đao tay trái cũng phất một cái, nữ lang cảm thấy luồng kình phong quạt vào mặt phải buông tay đao, nhảy lùi lại phía sau. Trường quan lại phất tay áo một cái, thanh liễu đi đao vọt lên không, cắm vào xà nhà đánh, phập một cái. Nữ lang thấy lão ngừng đầu nhìn lưỡi đao, liền dí chân trái xuống đất vọt mình lướt qua mé trái lão định chuồn đi. Trường quan vươn tay trái ra cản lại, nữ lang liền chĩa năm ngón tay đâm vào mắt lão. Trừng quan xoay tay lại vừa bắt khuỷu tay nữ lang vừa hô, vân yến quế nhi, chiêu này là võ công của nhà họ tưởng ở Giang Nam. Nữ lang lại phóng cước đá vào bụng dưới nhà sư, trừng quan khẽ u ôn lưng, đòn cước của nữ lang đá vào khoảng không. Trừng quan nói, chiêu này là không cốc túc âm nguồn gốc ở Tấn Dương tỉnh Sơn Tây, nó là võ công của người Sa Đà. Chắc là người Sa Đà có tên gọi khác, nhưng Lão Tăng là người hủ lậu, chưa điều tra cho rõ được nữ thí chủ nhất định biết được tên chiêu thức này là gì. Khi nào nữ lang còn lý đến lão, cô cứ quyền đấm, chân đá, tay đâm, khuỷu huyết, chiêu thức tới tấp phóng ra không ngớt. Trường quan nhất nhất nhận xét, nhưng cô ra chiêu lẻ quá miệng lão không kịp hô, chỉ gặp đâu đỡ gạt đó và nhớ kỹ vào lòng. Nữ lang đã đánh hơn trăm chiêu liền, tất cả đề bị trường quan phá giải một cách rất ung dung. Cô thấy mình khó bề thoát thân, trong lòng hoang mang, hơi thở không thông. Người cô lảo đảo rồi té xuống chết giấc. Trừng quan thở dài nói, nữ thí chủ tham lam quá, học được rất nhiều chiêu số tinh diệu của các nhà các phái, nhưng trong mình không có nội lực thì đánh lâu tự nhiên mệt mỏi. Theo ý kiến của lão Tăng thì thí chủ nên luyện lại nội lực từ đầu mới là đường chính. Bây giờ cô đã kiệt lực mà cứu cô hồi tỉnh, tất cô lại tái đấu thì khó lòng tránh khỏi bị nội thương. Vậy cô hãy nằm nghỉ thêm một lúc được chăng? Có điều xin cô chớ hiểu lầm tưởng lão tăng thấy cô mất đi mà chỉ thõng tay đứng nhìn, chẳng ngó ngàng gì tới lão cười ha hà nói tiếp Lão tăng thật hồ đồ, nữ thí chủ đã ngất xỉu rồi dĩ nhiên không nghe thấy gì nữa mà cứ nói hoài. Trường quan tiến lại bên giường ngó vì tiểu bảo thấy sắc mặt gã lợt lạc, hơi thở hồng hộc, liền thò tay bắt mách thì thấy huyệt mạch chạy điều hòa, chẳng có hiện tượng gì nguy hiểm. Lão cả mừng nói, công hỷ sư thúc thương thế của sư thúc không đến nỗi chí mạng. Lão đặt bàn tay lên huyệt linh đài sau lưng vi tiểu bảo, thúc đẩy luồng nội lực hùng hậu vào mình gã để trợ lực trị thương. Vi tiểu bảo phấn khởi tinh thần, cười hỏi, lão sư điệt, vị tiểu cô nương đó thì triển những chiêu thức gì lão nhớ cả rồi chứ? Trừng quan đáp, sư điệt nhớ rồi nhưng việc tìm thủ pháp giản dị để đối phó, phá giải thật không phải chuyện dễ dàng. Vi tiểu bảo an ủi lão, chỉ cần lão nhớ được chiêu số là đủ còn việc đối phó thùng thẳng về sau nghĩ cũng chưa muộn. Trừng quan đáp giả dạ, giả, dạ, lời sư thúc chỉ điểm thật là chí lý, nội lực gã cực kỳ thâm hậu, miệng lão nói chuyện mà nguyên khí trong tay không ngớt chút vào người vi tiểu bảo, chẳng đình trệ lại chút nào. Vi tiểu bảo nói, chờ cho tiểu cô nương xử hết mọi công phu quyền cước rồi sẽ để cô xử đao và ghi nhớ lấy chiêu số. Trừng quan đáp đúng thế, chiêu số bằng khi giới cũng cần phải ghi nhớ mới được. Nhưng có điều là thanh liễu diệp đao của nữ thí chủ lại cắm trên xà nhà kia mất rồi. Vì tiểu bảo cười hỏi, sao lão sư điệt không nhảy lên mà lấy? Trừng quan sừng xét một chút rồi cười ha hả đáp, sư điệt thật là hồ đồ ngu muội Tiếng cười của lão làm kinh động nữ lang tỉnh lại, cô chống hai tay xuống đất nhảy vọt về phía cửa phòng. Trừng quan phất tay áo một cái đẩy tranh trách vào bên mình nữ lang. Nữ lang lảo đảo người đi một cái đụng mình vào vách tường. Trừng quan liền phất tay áo ra chắn ở phía trước bức tường để đỡ lấy mình nữ lang cho cô đứng vững lại. Nữ lang đứng ngẩn người ra, cô biết võ công của vị lão tăng này cao xa hơn mình nhiều quá. Nếu còn tiếp tục tranh đấu chỉ tổ bị lão làm cho tức mình. Cô liền lùi lại hai bước ngồi xuống ghế. Trừng quan lấy làm kỳ hỏi, ô hay, sao nữ thí chủ không đánh nữa đi? Nữ lang hậm hực đáp ta không địch lại lão thì còn đánh làm chi cho mệt. Trừng quan hỏi, nữ thí chủ không đông thủ thì lão tăng làm thế nào để biết các chiêu số của thí chủ được? Lão tăng căn cứ vào đâu để tìm cách phá giải? Nữ thí chủ ra tay đi, nữ lang nghĩ bụng, phải rồi, thì ra lão này dụ ta động thủ để thấy rõ ra số về võ công của ta. Đã thế ta không cho lão biết, đột nhiên cô nhảy vọt lên vung song quyền đánh loạn xà ngầu, hai chân cũng đã túi bụi, chẳng thành chương pháp nào cả. Trừng quan rất lấy làm kỳ là lên ô hay thật là cổ quái thật là ly kỳ trời ý những chiêu thức này đặc biệt quái lạ lão thấy nữ lang đánh ra những chiêu chẳng có sách vừa nào nói tới thỉnh thoảng mới có một vài chiếu tương tự võ công của một vài môn phái nhưng nó cũng đại đồng tiểu dị chứ không đúng hẳn ra một lúc đầu óc lão rối loạn lão cảm thấy mấy mươi năm khổ công rèn luyện võ học bao nhiêu nguyên tắc kinh thiên địa nghĩa khuôn vàng thước ngọc nhất hoàn toàn bị phá hại không còn lại một chút nào lão không khỏi đau lòng. Lão có ngờ đâu các chiêu thức mà nữ lang thi triển đây vốn chẳng phải là chiêu thức võ công chi hết, mà chỉ là cuộc đông thủ bừa bãi. Nữ lang đã biết bất luận cô đông thủ cách nào, nhà sư già này cũng không ra hại. Cùng lắm là cô bị lão điểm trúng huyệt đạo đến ngã lăn ra mà thôi. Cô lẩm bẩm lão muốn kiềm chế ta thì chỉ cần cất tay một cái là xong. Dù ta có sử dụng những chiêu võ công tinh diệu nhất cũng chẳng đi đến kết quả nào. Cô lại đong tính trẻ thơ muốn chiêu chọc nhà sư già. Lão đã muốn điều tra chiêu thức võ công của cô thì cô lại càng ra tay loạn xạ làm cho lão chẳng còn đường lối nào mà dò xét. Trường quan tuy thuộc hết võ công các gia các phái trong thiên hạ, mà lúc này lão tưởng mình là con người chưa từng học võ công. Lão thấy nữ lang phát huy những chiêu thức vô cùng vô tận, mà lại toàn những chiêu thức mà bình sinh lão chưa hề thấy qua cũng chưa từng nghe ai nói tới. Nên biết Trừng Quan Suết đời từ nhỏ đến giờ chỉ ở du rú trong chùa Thiếu Lâm, chưa từng ra khỏi cổng một bước. Những người ở chùa Thiếu Lâm mồi khi thi triển quyền cước đều có căn cứ. Ai bình luận võ công của các gia các phái dĩ nhiên đều nghiên cứu những chiêu thức tinh diệu, độc đáo. Bọn trẻ nít đánh nhau loạn xa ngầu, chẳng theo chiêu thức nào thì mọi người ngoài đều được chứng kiến. Chỉ riêng vị đại hòa thượng thủ tọa bát nhã đường, trừng quan đại sư võ học tinh thâm bác đại là chưa được thấy qua và cũng chưa từng nghe ai nói tới. Trường quan coi nữ lang đánh mười mấy chiêu, bất giác trợn mắt há miệng, nghĩ thầm, kỳ thiệt, lạ thiệt, nhưng lời cảm thán này lão không nói ra miệng mà trong đầu óc hiện lên một bóng người giang xoay chuyển như đèn kéo quân phóng ra những chiêu thức rất quái gì. Thỉnh thơ hoàng miệng lão lại lầm bẩm chiêu này tự như đảo kỳ long trong võ đương trường quyền nhưng lúc thu chiêu về lại không đúng rồi lão tự hỏi chẳng lẽ nó là chiêu vân khởi lương tương của phái không động biến hóa ra bỗng lão khẽ la ô hay đòn cước này mới thật là kỳ đá thẳng như vậy thì thật là vụng về hết sức khiến cho đối phương chỉ vươn tay ra là bắt được chân nhưng đạo lý của võ học thì người giỏi quá không thể thắng được người vụng quá bên trong có thể ẩn giấu những biến hóa cực kỳ lợi hại đột nhiên lão bật tiếng la ủa Chiêu này của nữ thí chủ tựa như định đưa tay ra nắm lấy tóc của ta, nhưng hiển nhiên đầu ta đã cạo chọc không còn một sợi tóc thì đây chỉ là một hư chiêu. Trong võ thuật đã nói đến hư trung hữu thực, thực trung hữu hư. Tại sao nữ thí chủ trực túm lấy mái tóc nhà sư? Bên trong hẳn có ảo diệu, vụ này ta chẳng thể bỏ qua, mà không nghiên cứu kỹ càng. Thực ra nữ lang đã cố ý đánh bừa bãi chẳng vào chiêu số võ công nào thì làm gì có chuyện hư chiêu với thực chiêu làm gì có điều ảo diệu ẩn bên trong trừng quan suốt đời rèn luyện các môn võ học cao thâm đã thả thói quen bây giờ lão thấy nữ lang đánh bừa đánh bãi cũng đòi tìm ra thâm ý nữ lang càng đánh càng ầu tả trừng quan đi từ chỗ mê loạn rồi đến chỗ không hiểu rồi sinh lòng kính phục lão lại từ chỗ kính phục đi tới chỗ khiếp sợ nữ lang vì tiểu bảo nằm trên giường thấy nữ lang đánh loạn xã ngầu mà trừng quan vẫn một mực nghiêm trang chú ý đến chiêu thức của cô đem hết tinh thần nghiên cứu cho ra chỗ kỳ diệu gã không nhịn được nổi lên tiếng cười ha hả nhưng gã vừa bật cười vết thương bị xúc đông lại đau nhói lên suýt nữa ngất đi gã phải nghiến răng cố nín nhịn để khỏi bật lên tiếng rên la sau một lúc gã hết đau lại buồn cười cơ hồ không chịu nổi trưởng quan đang lúc hoang mang thất khổ chợt nghe tiếng cười của vi tiểu bảo lão thẹn quá mặt đỏ ra đến mang tay nghĩ thầm, đây là sư túc cười ta không hiểu nổi những chiêu thức kỳ dị của nữ thí chủ này. Không chừng lão nhân gia muốn thỉnh y làm thủ tòa bát nhã đường. Lão quay đầu nhìn lại thấy nét mặt phi tiểu bảo ra chiều đau khổ, lại than thầm, sư túc lòng dạ nhân hậu. Tuy lão nhân gia muốn bảo ta nhường lại ngôi thủ tòa bát nhã đường cho vị nữ tí chủ này nhưng lại đau lòng chẳng thết nên lời. Lại thấy nữ lang vông múa quyền cước mỗi lúc một rối loạn hơn lão gắng ngượng cố tìm xem nguồn gốc võ công thuộc môn phái nào mà không tìm ra nổi, bất giác lão lầm bầm, cổ nhân đã nói, võ công đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa thì giống như con linh dương móc sừng vào cành cây mà ngủ suốt đêm cũng không để lại vết tích gì cho người ta tìm thấy được. Ta lại nghe nói ngày trước có vị độc cô cầu bại đại hiệp và lệnh hồ sung đại hiệp lại dùng phép vô chiêu thắng hiếu chiêu mà trở thành vô địch thời bấy giờ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, thực ra lão chỉ cần tiến lại một bước, Phóng ra một quyền hoặc một cước là có thể đánh ngã nữ lang được ngay, nhưng trước nay lão ra tay bao giờ cũng coi chiêu số của đối phương cho rõ trước rồi mới động thủ là mười phần ăn chắc, không lo gì thất bại. Lúc này nữ lang chỉ tay đấm chân đá loạn lên thì một ảo nhận ra thế nào được. Tình trạng lão lúc này cha ngơ khác gì con cọp đen mới thấy con lừa lần đầu mà sợ bờ vì nữ lang lại không dám công kích vào mình lão, thành thử một người đấm đá loạn lên để chốt bớt phẫn nộ một người thì tâm hồn khiếp sợ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng ai dám đánh ai. Nữ lang quay cuồng hồi lâu, chân tay bài hoài, cô lại nghĩ đến mình bị tên tiểu ác tăng khinh nhờn, vũ nhục. Mối thủ này chưa trả được khiến lòng cô uất ức, đột nhiên cô lảo đảo rồi ngồi phệt xuống đất. Trường quan giật mình kinh hãi nghĩ thầm những bậc cô lão còn truyền lại, ai luyện võ đến trình độ cực cao thì mùi dưới đất cũng có thể vung tay lên không giết người được, e rằng, e rằng đầu óc lão đang hỗn loạn bây giờ thêm phần sợ sệt hoang mang luồng nhiệt huyết trồi lên khiến lão xỉu đi phải từ từ ngồi xuống nữ lang vừa kinh ngạc vừa mừng thầm cô sợ hai người bên đối phương an bài ngụy kế gì cay độc để hại mình chăng cô không dám sấn lại giết hai nhà sư một già một nhỏ bỗng cô xoay mình xông ra khỏi thiền phòng tăng chúng trông thấy kinh hãi vô cùng nhưng họ chưa được lệnh của bậc tôn trường nên chẳng ai dám cản trở vì tiểu bảo nằm trên giường nên cũng đành dương mắt lên mà nhìn. Sau mọt lúc lâu, trừng quan dần dần hồi tỉnh, vẻ mặt bẽ bàng than thờ, sư thúc, sư điệt sư điệt cảm thấy hổ thẹn với các bậc liệt tổ liệt tông của bản tự. Vì tiểu bảo nhăn nhó, cười hỏi, lão sư điệt, lão định đi đâu đấy? Trừng quan đáp, vị nữ thí chủ đó võ công tinh diệu khôn lường. Sư điệt chẳng nhận ra được chiêu thức nào hết, nghĩ mình hủ lậu kém cỏi nên rất đỗi bẽ bàng lão dụng tâm ghi nhớ các chiêu thức của nữ lang nhưng vì cô đánh bừa đánh bãi chẳng thành chương pháp nào thì còn nhớ làm sao được người lão lảo đảo phải viện tay vào vách để cho khỏi té vì tiểu bảo hỏi sư điệt sư diệt nữ thí chủ đánh loạn lên một hồi chẳng đâu vào đâu sư điệt lại bảo là võ công tinh diệu ư ha ha trời ơi thật là tức cười tức cười đến chết người trừng quan lấy làm kỳ hỏi lại theo lời sư thúc thì nữ thí chủ đánh loạn một hồi không phải, không phải là võ công tinh diệu hay sao? Vì tiểu bảo phải giữ lấy vết thương, muốn rũ ra mà cười, nhưng đụng đến vết thương đau quá, chán gã toát mồ hôi nhỏ giọt. Gã vừa phát ho vừa cười nói, cái đó, cái đó thì bất cứ đứa nhỏ nào, đứa nhỏ nào trong thiên hạ cũng làm được, như nữ thí chủ, thế mà sư đia, ha ha, lại bảo là vo công tinh diệu, khiến cho ta. Chào ôi, đau đớn chết người ta buồn cười đến chết mất. Trường quan thở phào một cái, trong lòng bán tín bán nghi, hỏi, sư thúc ơi, cái đó có phải là ránh bừa đánh bãi thật không? Sao sư điệt chưa từng thấy qua? Vì tiểu bảo cười đáp trong chùa thiếu lâm dĩ nhiên chẳng làm gì có thứ công phu này thì làm sao sư điệt thấy được? Trường quan ngẩn người ra suy nghĩ một hồi lâu rồi vỗ đùi đánh đét một cái non, phải rồi, quyền cước của nữ thí chủ đó tuy kỳ dị mà thật dưới phá giải chỉ cần dùng tới những chiêu thức nông cạn trong thiếu lâm trường quyền cũng có thể thủ thắng được. Có điều, có điều sư điệt lại nghĩ rằng trong thiên hạ chẳng bao giờ lại có chuyện đơn giản, dễ dàng như vậy. Hỡi, khéo quá hóa vụng, khôn quá hóa đần, tiểu điệt thường nghĩ tới những câu của các vị tiền bối đã căn dặn, trong những chiêu thức coi bề ngoài nông cạn dễ dàng, là nhất định bên trong ẩn giấu phần tinh túy cao thâm của võ học. Chẳng nhẽ những quyền cước này lại không có chỗ nào cao thâm ư? nếu thế thì kỳ thiệt nữ thí chủ kia sao lại đến đây thi triển những chiêu thức vô lối chẳng nhẽ nữ thí chủ đó không sợ người ta cười cho ư vi tiểu bảo cười đáp ta xem ra chẳng có chi kỳ lạ cô chẳng có chiêu thức gì tân kỳ mà chỉ mua máy tay chân bát nháo ha ha gã nói tới đây không nhịn được nữa phải lăn ra mà cười vì tiểu bảo bị đau thương không lấy gì làm nặng lắm mà môn thuốc giấu của thiếu lâm lại linh nghiệm phi thường Gã chỉ điều dưỡng mười mấy ngày là khỏi hẳn, vì tiểu bảo đã thay hình đức hoàng đế tại triều thị ở chùa gã có một địa vị rất tôn sùng, chẳng ai dám nói đến chuyện riêng của gã. Cho nên nếu không phải tự miệng gã nói ra, là người ngoài chẳng thể nào biết rõ lai lịch cùng thân thế của gã được trong thời kỳ vi tiểu bảo dưỡng thương. Trừng quan đem những chiêu thức của hai vị nữ lang biên chép ra hết và nghĩ cách phá giải, một áo chỉ còn chờ vi tiểu bảo lành vết thương là đem từng chiêu từng thức ra truyền thụ cho gã vì tiểu bảo vốn là một đứa nhỏ biếng học trước nay chỉ quyên thói chơi bời láo linh trần cận nam đưa cho gã một bản võ công đồ phù gã chỉ đọc được hai lần rồi ngại khó bỏ đó hải đại phú để lại những môn võ công dễ học thì hắn học một ngày bỏ mười ngày chẳng ăn thua gì hết thậm chí vợ chồng hồng giáo chủ truyền thụ cho gã sáu chiêu cứu mạng gã chỉ lào thao học đại khái rồi từ khi rời thần long đào lại bỏ một áng không chuyên tâm tập luyện nữa nhưng lần này gã luyện võ để đối phó với nữ lang áo lục thì lại rất chăm chỉ và hết sức dụng tâm. Gã nhớ kỹ từng chiêu từng thức vào lòng, chừng qua nói, tiểu sư thúc, sư thúc cố gắng học thứ võ công này, thực ra, thực ra chẳng bổ ích chi hết. Theo ý kiến, của sư điệt thì sư thúc nên bắt đầu lại từ thiếu lâm trường quyền rồi theo tuần tự mà tiến thì mới là chính đạo. Vì tiểu bảo hỏi, tại sao lại chẳng được ích gì? Trừng quan đáp những chiêu thức này không có căn bản về nội công thì khi gặp tay cao thủ, bất luận sư thúc có biến hóa xảo diệu đến mấy cũng phải thất bại chua cay. Nó chỉ dùng để đối phó với hai nữ thí chủ kia là hữu dụng mà thôi. Vì tiểu bảo cười nói, thế thì hay lắm, ta chỉ cần học để đối phó với nữ thí chủ đó. Trừng quan dương mắt lên nhìn vẻ mặt lão ngơ ngác không hiểu ý kiến của vi tiểu bảo. Lão hỏi, giả tỷ từ nơi trở đi, sư túc không gặp hai vị nữ thí chủ kia nữa há chẳng uổng phí một phen tâm huyết chẳng những thế sư túc còn lỡ mất ngày giờ để luyện công theo đường chính đạo thì làm thế nào vì tiểu bảo lắc đầu đáp ta không gặp lại nữ thí chủ đó là không sống được thì còn luyện công phu theo đường chính đạo hay không chính đạo làm chi nữa trừng quan nói hai vị nữ thí chủ kia là kể cả thiếu nữ áo xanh và nữ lang áo lục vi tiểu bảo lại nhắc tới vị nữ thí chủ đó là trong lòng gã chỉ nhớ nữ lang áo lục gã vì nữ lang áo lục mà luyện công cực nhọc nếu gã không thể gặp được nữ lang áo lục nữa thì gã cho rằng dù có học hết các môn võ công cao thâm như trừng quan cũng bằng vô dụng trừng quan rất lấy làm kỳ bèn hỏi phải chăng sư túc đã trúng độc của nữ thí chủ kia nên cần gặp y đặng lấy thuốc dài nếu không gặp y thì khó bảo toàn tính mạng chăng? Vì tiểu bảo cười thầm tự nghĩ mình nói chuyện trai gái phong nguyệt thì nhà sư già này lại kéo mình đi tận đâu đâu. Nhưng ngoài miệng gã cười đáp, đúng thế, đúng thế, ta chúng phải chất độc của nữ thí chủ đó. Chất độc này đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng và xương tùy toàn thân phải chính y mới giải trừ được. Trừng quan la lên một tiếng úi trao, rồi nói, trừng chiếu sư đệ ở bản tự là một tay chuyên nghề giải độc. Sư điệt đi kêu y đến coi cho sư thúc. Vì tiểu bảo cười đáp, không được, không được, ta chúng phải chất độc mãn tính, phải chính y mới có thuốc giải, còn người ngoài bất luận là ai cũng không chữa được. Trừng chiếu lão hòa thượng lại càng vô dụng. Trừng quan nửa tin nửa ngờ nhắc lại, té ra chỉ có đích thân nữ thí chủ kia mới giải được mà thôi. Vì tiểu bảo nói, e rằng chính người y mới là thuốc giải. Trừng quan hiểu lầm lại cho ăn chỉ mình nữ lang có thuốc giải. Hiểu chật một chữ là ý câu khác hẳn sau hai tháng vì tiểu bào đã học thuộc hết các chiêu thức để phá giải hai vị nữ lang kia hàng ngày gã cùng trừng quan diễn thử gã cho nhà sư già dâu tóc bạc phơ đóng vai hồng nhan nữ lang áo lục có lúc gã buông lời trêu ghẹo hoặc ra tay rất êm dịu hay ở chỗ trừng quan ngây ngô chẳng hiểu gì lão lại cho rằng vị tiểu sư thúc này giác ngộ phật pháp thiền cơ đến chỗ cao thâm còn chính lão là kẻ ngu muội không hiểu được đến chỗ tinh tế một hôm hai người đang ngồi trong thiền phòng bàn luận về đao pháp của hai vị nữ lang thì thấy một tên chấp sự tăng ở bát nhã đường chạy đến ngoài cửa phòng nói vọng vào. Phương trượng đại sư mời sư thúc tổ cùng sư bá lên ngay đại điện nói chuyện. Hai người lên tới đại hùng bảo điện thì thấy trong điện có mấy chục tân khách ở ngoài đến, kẻ ngồi người đứng. Phía trên có ba người ngồi, người thứ nhất là một vị vương tử xứ Mông Cổ, tuổi lối 20. Người thứ hai là một lạt ma vào hàng trung niên thân hình khô đét mà thấp lùn, nước da đen nhẻm. Người thứ ba là một quan quân mặc sắc phục của cấp tổng binh. Vị quân quân này chừng hơn bốn chục tuổi. Phương trưởng là hối thông thiền sư ngồi ở mé dưới để bồi tiếp tân khách. Mấy chục người đứng ở phía sau ba nhân vật ngồi đó có võ quan, có lạt ma, lại có hơn mười người ăn mặc theo lối bình dân. Nhưng người nào cũng lộ vẻ tinh nhanh hùng dũng, đã luyện võ công. Hối thông phương trưởng thấy vi tiểu bảo bước vào điện liền đứng dậy nói, sư đệ, đây là các vị khách giá lâm bản từ. vị này là vương tử thuộc Cát Nhĩ Bộ ở Mông Cổ, quý hiệu là Cát Nhĩ Đan Điện Hà. Vị này là Đại Lạt Ma ở Tây Tảng, pháp hiệu là xương Tề Đại Pháp Sư. Còn vị này là Tông Binh Quan Mã Đại Nhân dưới chướng Bình Tây Vương Phù. Hối thông đại sư phương trưởng quay lại phía ba người giới thiệu, đây là hối minh thiền sư, sư đệ của Lão Tăng mọi người thấy vi tiểu bảo còn nhỏ tuổi quá gã lại bị thương mới khỏi hình dáng tiểu tụy trông chẳng ra dáng gì là một vị cao tăng ngang hàng phương trượng chùa thiếu lâm đều rất đỗi ngạc nhiên cát nhĩ đan vương tử không nhịn được bật cười nói vị tiểu cao tăng này nhỏ quá thật là thú vị ha ha cổ quái chân cổ quái vi tiểu bảo chắp tay đá a di đà phật vị đại vương tử này to lớn coi rất ngộ nghĩnh hi hi ly kỳ thật ly kỳ Cát Nhĩ đàn tức giận hỏi, ta có gì đáng ly kỳ ngộ nghĩnh đâu? Vì tiểu bào hỏi lại, tiểu tăng có điều chi cổ quái? Điện hạ ly kỳ thế nào thì tiểu tăng cũng vậy. Kẻ tám lạng người nửa cân, hai bên có kém gì nhau? Gã nói rồi ngồi xuống mé dưới hối thông phương trưởng. Trừng quan đứng ở phía sau gã. Mọi người nghe hai nhân vật đối đáp nhau cao thâm khôn lường, chẳng ai dám nói gì. Hối thông phương trưởng cất tiếng hỏi, không hiểu ba vị quý nhân giá lâm bản tự có điều chi dạy bảo sương tề lạt ma đáp bọn bần tăng ba người ngẫu nhiên đến đây rồi bàn đến chuyện quý tử ai cũng cho rằng chùa thiếu lâm là núi thái sơn là sao bắc đổ về võ học ở trung nguyên trong lòng rất lấy làm ngưỡng mộ bọn bần tăng đều ở chốn biên cương hẻo lánh kiến văn nông cạn vì thế rủ nhau lên bảo tự chiêm ngưỡng để bái kiến cơ ơ tăng tôn phạm thật lấy làm vinh hạnh lão tuy là lạt ma ở tây tạng mà nói tiếng bắc kinh rất rõ ràng mà lời lẽ lại văn nhã giả tỷ lão không mặc hoàng bào theo kiểu lạt ma thì ai cũng cho la một vị quan liêu hiền hách trong triều khối thông đáp bọn lão tăng không dáng mông cổ tây tạng vân nam là ba nơi phật pháp cực kỳ hưng thịnh ba vị được phật pháp sáng soi từ lâu dĩ nhiên trí tuệ hơn đời bọn lão tăng rất mong được các vị trị điểm Sương tề lạt ma hỏi đến võ học mà hối thông phương trượng lại chỉ nói tới Phật Pháp. Nên biết chùa Thiếu Lâm tuy võ công nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng các vị cao tăng trong chùa đều chuyên cần tu luyện Phật Pháp làm đường chính. Còn học võ chỉ là một tiết mục để bảo vệ Phật Pháp mà thôi. Cát nhĩ đan hỏi, bọn tiểu vương nghe nói chùa Thiếu Lâm truyền đã bao nhiêu đời 72 môn tuyệt kỹ, oai danh lừng lẫy thiên hạ, không đâu sánh kịp liệu phương trưởng có thể mời các vị cao tăng ở quý tự biểu diễn các môn đó cho tiểu vương coi để mở rộng tầm mắt được chăng? hối thông đã xin thưa điện hạ rõ là những lời đồn đại trên trốn giang hồ chưa chắc đã hoàn toàn là đúng sự thực. tăng lữ ở bản tự chỉ chuyên cần việc tham thiền để cầu giác ngộ là đương chính đạo. tuy cũng có người rèn luyện võ công nhưng là để cho thân thể cường kiện mà thôi. những tiểu kỹ nhỏ mọn đó chẳng có gì đáng để điện hạ quan tâm. cát nhĩ đan hỏi phương trưởng phương trưởng chẳng quang minh lỗi lạc chút nào. Phương trưởng diễn thử 72 môn tuyệt kỹ thì bất quá bọn tiểu vương chỉ coi cho biết mà thôi. Chứ có học lóm mất đâu mà phương trương phải hẹp lương thiếu hay danh chùa thiếu lâm lớn quá. Những người lên núi thỉnh cầu học võ công hơn ngàn năm nay tháng nào cũng có. Có người thành tâm cầu nghệ, có người vì ác ý đến gây hấn. Bất cứ đối với ai, các tăng lữ trong chùa đều chối từ. Dù gặp kẻ cuồng ngạo, ăn nói láo khoét chẳng úy kỳ gì, các nhà sư cũng đối đãi theo lễ nghĩa, chẳng bao giờ tranh hơn với ai. Trừ phi gặp người lên chùa động võ đà thương nhân mạng thì các nhà sư bất đắc dĩ mới phải phản kích. Bản ý của nhà chùa là mong cho những người đến lại vui vẻ ra về. Những hạng người ăn nói ngông cuồng như cát nhĩ đan vương tử, hối thông đã nghe nhiều. Lão chẳng lấy chi làm tức giận chỉ mỉm cười đáp nếu ba vị có lòng tới đây để thuyết minh thiền lý bàn luận Phật Pháp thì đương nhiên Lão Tăng triệu tập Tăng chúng để kính cẩn nghe lời bổ ích cho đạo giáo. Còn về những môn võ công thì bản tự đã có quy củ, quyết không dám múa diều qua mắt thợ đối với các vị thí chủ ở ngoài đến. Cát nhĩ đàn tức mình văng tục phương trượng nói thế thì ra chùa Thiếu Lâm chỉ có hư danh. Còn võ công của các tăng lữ trong chùa không bằng dám chó, không đáng một đồng hay sao? Hối thông mỉm cười đáp đời người ở trên thế gian vốn là không hư đúng ra không bằng rắm chó, không đáng một rồng. Thanh danh đã là thân ngoại chi vật thì điện hạ bảo tệ tự chỉ có hư danh cũ là đúng lắm vậy. Cát nhĩ đan thấy nhà sư già này vẫn điềm tĩnh tuyệt không nổi nóng hắn không khỏi sưởng xét, liền đứng dậy cười ha hà trò vào vi tiểu bảo nói, tiểu hòa thượng, phải chăng tiểu hòa thượng cũng là nhân vật không bằng rắm chó, không đáng một đồng tiền. Vi tiểu bảo cười hì hì đáp dĩ nhiên đại vương tử hay hơn tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng không bằng dám chó, không đáng một đồng. Còn đại vương tử ngang bằng dám chó, đáng giá một đồng. Cái đó kêu bằng cao hơn một bậc, quần hào, chư tăng có mấy người không nhịn được phải bật lên cười thành tiếng. Cát nhĩ đàn cả giận cơ hồ không nhẫn nại được đã toàn động võ. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, gã tiểu hòa thượng này liệt vào hàng địa vị rất cao trong chùa thiếu lâm. E rằng gã có điều chi quái dị cũng chưa biết chừng hắn thở hồng hộc mấy tiếng rồi cố gắng ngượng đè nén lửa giận không để bốc lên. Vì tiểu bảo lại nói, điện hạ bất tất phải nóng giận, nên biết rằng thối tha nhất trên thế gian chẳng phải là dám chó mà là lời nói của con người. Nhi eo kẻ nói ra mùi hôi thối bốc lên đến tận trời xanh khác nào, khác nào, ha ha. Nhưng thôi chẳng nói nhiều nữa, con người không đáng một đồng cũng chưa phải kẻ đê tiện vào bậc nhất đề tiện bậc nhất phải là người thiếu nợ người ta hàng ngàn hành vạn lạng bạc mà chối cãi không trả. Điện hạ có thiếu nợ ai không thì chỉ một mình điện hạ biết được. Cát nhĩ đan ngơ ngác, trong lúc nhất thời chưa biết đối đáp thế nào. Hối thông phương trượng xen vào lời nói của sư đệ thiền cơ rất viên thâm, e lở ảo tăng kính phục vô cùng, con người ở đời không thoát khỏi vòng nhân quả báo ứng. Có nhân thì phải có quả, làm ác thì phải chịu ác báo con người không đáng một đông bất quá là kẻ vô thiện vô ác, đem so với kẻ lắm nghiệt trái thì còn khá hơn nhiều. Nguyên là các vị cao tăng môn thiền tông phần lớn chẳng lúc nào là không nghiên cứu thiền lý. Vì tiểu bảo nói mấy câu này chỉ vì mục đích chê bai cát nhĩ đan, nhưng nó lọt vào tay hối thông thì lại thành ra thiền cơ rất viên thâm. Trường quan nghe phương trượng giải thích như vậy liền hiểu ra ngay, lão rất lấy làm hoan hỷ thán phục cũng nói theo, hối minh sư thúc nhỏ tuổi đã thành bậc đại đức, giác ngộ thiền lý một cách sâu xa. Nhất định sư thúc là một nhân vật phát huy giáo lý của ta ngày một thêm rộng lớn. Một tên tiểu hòa thượng nói nhăng nói càn được hai nhà sư già lên tiếng phù hòa khiến cho các nhĩ đan vô cùng hồ thẹn. Hắn tức giận mặt đỏ bừng lên, đột nhiên nhảy sổ về phía vi tiểu bảo. Hai bên tân chủ ngồi đối diện nhưng cách nhau hơn hai trường. Thân thủ cát nhĩ đan cực kỳ mau lẻ hắn vọt mình đi một cái đã tới nơi. Hai bàn tay hắn khoằm khoằm như móc câu, mọt chụp vào mặt, một chụp xuống giữa ngực vi tiểu bảo. Bàn tay chưa chụp tới thì một luông kình phong đã bọc lấy toàn thân gã. Vi tiểu bảo muốn kháng cử cũng không nhúc nhích được nữa, chỉ còn đường bó tay chịu chết. Hối thông phương trưởng giơ tay mặt lên khẽ phất tay áo một cái ngăn chặn trước mặt cát nhĩ đan. Luồng kình lực của cát nhĩ đan đụng vào tay áo nhà sư khiến cho hắn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, khác nào chạm phải một bức tường dày mặt ngoài mềm như bông mà bên trong rắn tựa gang thép cát nhĩ đan không tự chủ được vội lùi lại ba bước cơ hồ ngã ngửa về phía sau hắn muốn phát huy kinh lực để đứng lại nhưng chân không đứng vững lại phải lùi thêm ba bước rồi đột nhiên luồng lực đạo xô đẩy biến mất cũng trong thời gian chớp nhoáng này luồng lực đạo trong người hắn cũng tiêu tan cát nhĩ đan cực kỳ kinh hãi hai chân hắn nhũn ra sắp phải ngồi xuống liền than thầm hỏng rồi Phen này chắc mình bị một phen mất mặt, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bỗng hắn cảm thấy đít mình đặt vào vật rắn, thì ra hắn đã ngồi trúng vào mặt ghế của mình trước. Hối thông phương trưởng phất tay áo bào nhà luồng kinh lực nhẹ nhàng và ôn hòa, chẳng chút chi là bá đạo. Luồng kinh lực hai bên chạm nhau trong chớp mắt, nhà sư đã đo lường được rất chuẩn xác, vừa vặn đẩy đối phương lùi lại ngồi xuống ghế. Giả tỷ luồng lực của hối thông nặng thêm một tí khiến tư thế của Cát Nhĩ Đan ngồi mạnh xuống tắt làm cho gãy ghế mà hắn phải ngã ngửa về phía đằng sau. Bằng luồng lực dạo này nhẹ hơn thì hắn chưa tới ghế đã ngồi phiệt ngay xuống đất rôn những người bên đối phương 10 phần có đến 8, 9 là những tay có bản lãnh cao thâm nhìn thấy hối thông phất tay áo rất nhẹ nhàng mà thực ra chứa đựng nền võ học xuất thần nhập hóa. Số đông không nhịn được bật tiếng hoan hô, Cát Nhĩ Đan không bị mất mặt ngay đương trường đã yên tâm được một chút hắn ngấm ngầm hít một hơi chân khí thấy nội lực pha tuy như thường chứ không bị nhà sư già hóa tán thì trong bụng mừng thầm. Nhưng tiếp theo hắn lại nghĩ tới cử chỉ lỗ mãng của bản thân, tuy bề ngoài chưa đến nỗi mất thể diện mà thật ra bẽ mặt vô cùng. Mặt hắn đỏ bừng lên, lại nghe tiếng hoan hô ở phía sau, hắn đoán được đây là người ta tán dương nhà sư đầy hắn vừa đúng mức, nên hắn lại càng căm giận. Vì tiểu bảo chưa hết hú vía, thấy hối thông quay sang nhìn gã nói, sư đệ định lực của sư đệ rất cao cường những va chạm ngay bên không là cho bị xáo động vẫn thản nhiên như chẳng thấy gì sách đại bảo tích kinh đã nói con người ở giữa trốn trông gai không cử động thì khỏi bị gai đâm cõi lòng không xúc động thì lúc nào cũng giữ được lạc thú trong cảnh tĩnh mịch cõi lòng giao đông thúc đẩy cho người cất nhắc tất bị thương vì gai đâm hối thông ngừng lại một chút rồi tiếp vì thế mà kinh sách kết luận bằng câu hiểu tâm đều là khổ não vô tâm mới yên vui sư đệ hãy còn nhỏ tuổi mà công phu hàm dưỡng đã đạt tới chỗ vô tâm, lúc nào cũng bất động thật là một bậc đại trí tuệ, một kỳ tài của trời ban cho. Hối thông phương trưởng có biết đâu là vi tiểu bảo chẳng những không thể phản kích hay đỡ gạt mà cả ý nghĩ né tránh cũng chưa kịp lộ ra ngoài mặt. Cát nghĩ đan nhảy tới lẻ quá câu nói xét đánh không kịp bưng tai có nghĩa là dù có muốn bưng tai cũng không kịp, còn vi tiểu bảo thì lại còn chưa nghĩ tới chuyện bưng tai hối thông phương trượng lấy việc tu tâm dưỡng tính là môn chính tông, còn việc rèn luyện võ công chỉ là chi tiết phụ thuộc. Hàng ngày lão chuyên chú đem hết tinh thần vào việc tu dưỡng để mong đạt tới cảnh vô ngã, nên lão thấy vì tiểu bảo chẳng nghĩ gì tới nỗi an nguy, đường sinh tử cho chính thân mình, thì không khỏi đem lòng bội phục gã đến cùng cực. Lão cho rằng mình phất tay áo theo phép phi nạp công, để đẩy lùi cát nhĩ đan còn chưa đủ. Hồi 108 Dương giật chi lên tiếng giải vây. Cát nhĩ đàn đã phẫn nộ đến trình độ không nhẫn nại được nữa. Lại nghe hối thông tán dương vi tiểu bảo một cách quá lố thì không nghĩ gì nữa. Lập tức lớn tiếng hô, há tỉ si pá gì. Này má hùng, cá nề tỉ tinh gì. Bọn vệ sĩ đứng ở phía sau nghe vương tử hạ lệnh liền giơ tay lên. Ánh hoàng quang lấp lánh, chín mũi kim tiêu chia nhau bắn tới trước ngực hối thông, trừng quan và vi tiểu bảo. Hai bên đứng cách nhau rất gần cát nhĩ đan lại ra lệnh phát tiễn bằng tiếng mông cổ mọi người đều chẳng hiểu hắn nói gì nên không kịp đề phòng chín mũi kim tiêu vọt ra nhanh như chớp thoáng cai đã đến trước ngực ba người hối thông và trừng quan đều bật tiếng la úi trà hối thông lại sử phất nạp công phất tay áo một cái cuốn lấy ba mũi phi tiêu trừng quan chắp tay lại ra chiêu kính lễ tam bảo ba mũi kim tiêu đều bị kẹp vào trong lòng bàn tay lão còn ba mũi tiêu bắn tới vi tiểu bảo bật lên một tiếng, chát, vang rồi. Cả ba mũi đều bắn trúng trước ngực gã, cả chín mũi kim tiêu đều đồng thời phát ra và tới đích cùng một lúc. Hối thông và trường quan có muốn cứu viện vi tiểu bảo dĩ nhiên chẳng tài nào kịp được. Cả hai lão giật mình kinh hãi, lại nghe thấy tiếng lách tách cả ba mũi tên cùng rớt xuống đất. Nguyên vi tiểu bảo mặc bộ bảo y hộ thân, nên những mũi kim tiêu không đả thương được gã. Diễn biến này khiến cho bao nhiêu người trong đai địa giật mình kinh hãi. Họ thấy vi tiểu bảo còn nhỏ tuổi quá mà đã luyện thành, kim cương hộ thể thần công. Một môn nội công tối cao của phái thiếu lâm, trách nào họ chẳng kinh gì. Cát nhĩ đan thấy bản lĩnh vi tiểu bảo gớm ghê quá chừng, bao nhiêu lửa hận trong lòng đều tắt ngấm. Hắn tự nhủ võ công của thiếu lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Sương Tề lại nói võ công của chùa thiếu lâm này chúng ta đã được chứng kiến dĩ nhiên chẳng phải chỉ có hư danh, không bằng dám chó. Nhưng trong quý tử máu hoa tàng phụ nữ thì không khỏi tổn thương tới giới luật thanh quy. Hối thông nét mặt xa sầm hỏi, đại lạt ma nói thế chẳng khỏi có chỗ sai lầm. Tệ tử trước nay không đón tiếp nữ thí chủ lên chùa lễ Phật, vậy việc hoa tàng phụ nữ từ đâu mà ra? Sương tề cười đáp trên trốn giang hồ người ta đồn đại ầm ĩ cả lên, có thể nói là chúng khẩu đồng từ khối thông phương trượng tùm tìm cười đáp những lời đồn đại chen trốn giang hồ, hà tất các vị phải để ý làm gì. Tỷ như sư đệ Huế Minh không để ngoại cảnh làm cho xúc động mới là giác ngộ đạo lý huyền diệu. Cái đó chứng minh công phu về chính giáo. xương Tề Lát Ma nói, bần tăng lại nghe trong thiền phòng của vị tiểu cao tăng này ngấm ngầm lưu giữ một vị mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân, mà lại là chính y dùng cường lực bắt đem về chẳng lẽ y với vị mỹ nữ đó tuyệt không một chút động tâm vì tiểu bảo lúc này đã hết nghẹt thở. Gã ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi sao bọn họ lại biết vụ này. Sau dường như gã hiểu ra, bụng bảo dạ phải rồi, vị tiểu cô nương mặc áo lam đã trốn đi, dĩ nhiên có về mách bọn sư trường. Những người này chắc là cứu binh của cô đưa tới định để giải cứu cho cô vợ mình. Lão này bảo trong phòng ta có dấu mỹ nữ, thì ra cô vợ mình trốn ra mà chưa gặp họ gã liền mỉm cười đáp trong phòng tiểu tăng có phụ nữ không vào coi sẽ rõ nếu các vị cao hứng thử vào chơi cũng chẳng hề chi cát nhĩ đan lớn tiếng phải lắm chúng ta đi sục tìm cho rõ trắng đen hắn nói rồi đứng dậy vừa vẫy tay vừa hô sục tìm trong chùa đi hối thông hỏi không hiểu điện hạ vâng lệnh gì đến sục xạo bản tử cát nhĩ đan đáp bản nhân hạ lệnh là được rồi hà tất phải vâng lệnh người nào khác hối thông nói điện hạ nói thế là sai điện hạ là vương tử ở đất mông cổ dĩ nhiên bản tự không phải dưới quyền quản lý của điện hạ cát nhĩ đan trỏ và mã tổng binh nói vậy y là mệnh quan của triều đình chắc y có đủ tư cách hạ lệnh sụ tìm trong quý tự hắn đã mục kích võ công của tăng lữ chùa thiếu lâm rất cao cường mà nhân số lại đông đảo nếu xây cuộc động võ thì bên mình không thể địch nổi chùa thiếu lâm liền buộc thêm một câu nếu các vị phản kháng mệnh lệnh của triều đình tức là cố ý tạo phản hối thông nói bọn lão tăng chẳng khi nào dám chống đối em mệnh lệnh của triều đình nhưng một vị võ quan dưới trướng bình tây vương ở vân nam không thể can thiệp đến công việc tỉnh hà nam mặc dầu quyền lực của bình tây vương rộng lớn đến đâu cũng vậy hối thông là người rất tinh tế chỉ khi nào bàn luận đến thiền lý là một ảo không khỏi có chút si mê ngoài điểm đó đối với thế vụ lão lý luận đâu ra đấy, chứ chẳng, ủ càng cạc, như trừng quan lão hòa thượng. Sương tề lạt ma cười hỏi, vị tiểu cao tăng đây đã ưng thuận cho sục tìm, sao phương trượng đại sư lại còn càn chờ? Chẳng lẽ thiếu nữ tuyệt sắc kia không để trong phòng hối minh thiền sư mà là ở, hà hà, trong phòng của phương trượng đại sư? Hối thông hỏi lại, A-di-đà Phật, tội nghiệp, thật là tội nghiệp, sao đai lạt ma lại nói vậy? bỗng có thanh âm trong trèo từ phía sau cát nhĩ đan cất lên tâu điện hạ muội tử của tiểu nhân hiển nhiên bị tên tiểu hòa thượng này bắt đem lên chùa vậy xin bảo gã phải giao người ngay không thì chúng ta quyết chẳng bãi binh châm lửa đết chùa thiếu lâm đi hiển nhiên là thanh âm một cô gái nhưng lại từ miệng một hán từ mặt vàng như nghệ dâu ri ơ xồm xoàm nói ra vì tiểu bảo vừa nghe đã biết ngay người này chính là nữ lang áo lam hóa trang bôi mặt vàng dán dâu giả vào để trà trộn đi theo mọi người nếu không để ý thì chẳng thể nào nhận ra được gã mừng rõ nghĩ bụng mấy hôm nay ta đang bồn chồn vì cô vợ chưa hiểu họ tên trốn ra khỏi chùa không biết đi đâu bây giờ ta mới hiểu cả hai cô cùng một phe với vương tử mông cổ thì việc tìm kiếm cô vợ mình chẳng khó khăn gì hối thông cũng nhận ra liền hỏi té ra vị này là nữ thí chủ bữa trước đã tới tệ tự đả thương tăng chúng quả còn một vị nữa đã ở tệ tự dưỡng thương, nhưng cô đó theo cô điều ối kia mà. Thiếu nữ tức giận đáp về sau muội tử của ta bị tên tiểu hòa thượng này bắt đem lên chùa. Cả sư già kia cũng trợ tù cho gã để đánh ngã muội tử của ta. Thị vừa nói vừa trỏ vào trừng quan, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm, hỏng bét, trừng quan không biết nói dối. Vụ này không khéo vỡ lở mất, biết làm sao bây giờ. Trong lúc thẳng thết gã chưa nghĩ được kế gì thiếu nữ lại trò vào mặt trừng quan hỏi, lão hòa thượng kia, việc đó có không, nói mau, nói mau, trừng quan chắp tay hỏi lại, xin nữ thí chủ cho biết lệnh muội đi đâu, tệ sư thúc chúng phải chất kịch độc của y, chỉ một mình y có thuốc giải. Nữ thí chủ là bậc đại từ đại bi xin mau mau đi cầu lệnh muội ban thuốc giải cho. Tuy tệ tiểu sư thúc trí tuệ cao thâm, đã khám phá ra cuộc sinh tử của con người, chẳng hề bận tâm, nhưng, hỡi ôi! trường quan nói quanh nói quẩn một chàng dài, người nghe tuy không hiểu hết nhưng cũng biết đại ý là nữ lang áo lục không ở trong chùa và vi tiểu bảo bị cô hạ độc, lão đang muốn tìm cô để xin thuốc giải. Không thì tính mạng gã khó mà bảo toàn được mọi người thấy tướng mạo lão ngây ngô, giọng nói cực kỳ thành khẩn, đều tin là chuyện thật, lại nghĩ thầm, phòng ốc trong chùa Thiếu Lâm có đến hàng trăm hàng ngàn. Dù họ để cho MNSF đi lục soát thì trong một vài giờ cũng khó mà kiếm thấy được nhà sư già đã nói vậy mà mình sục tìm không ra há chẳng bị một phen bẽ mặt lại nghe thiếu nữ áo lam thét lên lanh lành muội tử của ta hiển nhiên bị các ngươi bắt đem lên chùa ta chắc rằng đã bị các ngươi giết chết rồi các ngươi là một lũ ác tăng làm việc thương thiên bại lý hủy thì cho mất tích dĩ nhiên không tìm ra được thị nói mấy câu sau vừa tức giận vừa bồn chồn thanh âm ra vẻ nghẹn ngào cát nhĩ đan gật đầu nói theo như vậy có lý lắm Tên tiểu hòa thượng này quả không phải hảo nhân, thiếu nữ áo lam trỏ vào mặt vi tiểu bảo lớn tiếng thoá mạ, quân đốn mặt kia, hôm đó, hôm đó ngươi vào kỹ viện trăng gió với bọn đàn bà mèo mà gà đồng, lại thấy muội tử của ta nhan sắc kiều diễm rồi sinh lòng đen tối. Nhất định muội tử của ta không chịu, không chịu để ngươi thỏa mãn thú tính mới ra tay hạ sát. Người dám lần mò vào cả lầu hồng kỹ viện thì còn việc gì là ngươi không kiêng rè nữa. Hối thông nghe thị nói vậy chỉ tùm tìm cười nghĩ bụng, chẳng qua cô này khéo bịa đặt, chứ làm gì có chuyện đó. Trường quan chẳng hiểu lầu hông kỹ viện là những nơi thế nào, lão tưởng những nơi này cũng như viện giới luật, viện đạt ma hay viên chính giác ở trong chùa, nên bụng bảo giả tiểu sư thúc ta là nhân vật tinh tiến phi thường, chuyên cần Phật Pháp. Đây chắc là thứ ba la mật rất tinh tiến trong lục ba la mật. Nếu vậy tiểu sư thúc vào kỹ viện tu hành thì cũng là một điều hay lắm chứ sao? Vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp, chỉ sợ thiếu nữ áo lam mồm năm miệng mười đem bao nhiêu chuyện mình quấy phá trong kỷ viện nói huyệt tuệt ra hết thì chỉ còn đường chui xuống đất cho khỏi hồ thẹn. Đột nhiên, một người đứng ở phía sau mã tổng binh bước ra chắp tay nói, thưa nhị cô nương, tiểu nhân biết rõ vị tiểu thiền sư này giữ giới luật rất thâm nghiêm, quyết không có chuyện y bước chân vào kỹ viện. Tiểu nhân e rằng nhị cô nương nghe lời phao đồn thất thiệt. Vì tiểu bảo nghe thấy hán tử bước ra, trong lòng mừng rỡ vô cùng nguyên hán tử này là dương giật chi mà gã đã được gặp ở bắc kinh hôm ấy dương giật chi hộ vệ ngô ứng hùng lai kinh mà vi tiểu bảo đã gặp gỡ hắn mấy lần gã chắc là hắn đã theo ngô ứng hùng về vân nam rồi lại được cắt đi với mã tổng binh tới đây nhưng từ nãy đến giờ hắn đứng cúi đầu ở phía sau mọi người nên gã không nhận ra thiếu nữ tức giận hỏi sao ngươi biết thế chẳng lẽ ngươi quen biết gã Dương giật chi vẻ mặt rất cung kính đáp, không những tiểu nhân nhận biết vị tiểu thiền sư này mà cả thế tử của chúng ta cũng quen biết y, vị tiểu thiền sư này có ơn lớn với vương phủ chúng ta. Trước khi y xuất gia nguyên là một vị công công ở Hoàng Cung. Vì vậy tiểu nhân dám nói quyết y chẳng đến kỳ viện làm chi, cả những việc cưỡng bách tam cô nương gì gì nữa cũng đều không phải sự thực. Xin nhị cô nương minh xét, quần hào nghe hắn nói đều, ủa? lên một tiếng và nghĩ thầm, nếu quả gã đã làm thái giám thì dĩ nhiên gã còn đến lầu hồng kỹ viện làm cho gì. Cả việc bắt cóc phụ nữ đem dấu vào chùa cũng thành vô lý. Thiếu nữ áo lam thấy thái độ mọi người biết là không ai tin mình nữa, thị càng tức giận, quát hỏi, sao ngươi biết gã là thái giám, nếu gã là thái giám sao còn đòi lấy, lấy muội tử ta, làm vợ. Chẳng những tên tiểu hòa thượng này nói toàn chuyện gió trăng, ong bướm mà cả lão hòa thượng già kia cũng mồm miệng lém lẩu, nói toàn chuyện lần khân để toan bài sờm sỡ. Thị vừa nói vừa trò vào trường quan, quần hào thấy trường quan đã tuổi ngoài 80, mặt mũi hiền lành, lại đầy vẻ ngây ngô chất phác. Vừa rồi nghe lão nói ấp a à, ấp úng phô diễn ý tưởng một cách khó khăn, tưởng khắp thiên hạ tìm một người thứ hai miệng lưỡi ngượng ngụ như lão thật không phải chuyện dễ dàng, mà bảo là lão mồm miệng lém lẩu thả lời ong bướm thì con trời nào tin được ai nẫn đều không đếm xỉa tới lý thuyết của thiếu nữ áo lam và chỉ hối hận đã chót nghe lời nói một chiều của thị đường đột đến chùa thiếu lâm để bị một phen trơ chẽn nên trong lòng cực kỳ hối hận dương giật chi lại nói thưa nhị cô nương nhị cô nương còn nhiều điều chưa hiểu vị tiểu thiền sư này trước khi xuất gia đầu phật là một nhân vật rất nổi danh y chính là quế công công đã ra tay chu lục tên đại gian thần ngao bái vương gia chúng ta bị người hãm hại còn thiêu suất đời phải chịu hàm oan may nhờ vị tiểu thiền sư này hết sức trình bày trước mặt hoàng thượng khiến vương gia bình yên vô sự ơn đức cao cả này đến nay vẫn chưa đền đáp mọi người đều đã nghe tên tiểu quế tử hạ sát ngao bái và còn hiểu tiểu quế tử là một tên tiểu thái giám được vua khang hy rất sủng ái nên nghe dương giật chi nói vậy đều ồ lên một tiếng kinh ngạc vì tiểu bảo cười hỏi dương huynh lâu này bần tăng không được gặp, lệnh thế tử có được bình yên chăng? Cái việc nhỏ mọn ngày trước phòng có chi đáng kể mà Dương Huynh phải bận tâm? Dương giật chi đi theo em mở á tổng binh lên núi thiếu thất, chỉ có mấy người trong bọn thủ hạ của Bình Tây Vương là biết hắn còn bọn cát nhĩ đan và xương tề lạt ma đều không hiểu danh tính hắn là gì. Bây giờ họ nghe vi tiểu bảo kêu hắn bằng Dương Huynh, thì dĩ nhiên hắn từng quen biết tên tiểu hòa thương này, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Dương giật chi đã thiền sư hoài bão tấm lòng từ bi bác ái, quen làm điều thiện cho người mới bảo đó là chuyện nhỏ mọn, nhưng vương gia của bọn tiểu nhân lấy làm cảm kích vô cùng. Dù hoàng thượng là bậc thánh minh, xét việc rõ gian ngay đen trắng, nhưng cũng phải trải qua một thời gian mới tìm ra sự thực. Nếu không nhờ thiền sư trình bày nội vụ tất vương gia không khỏi bị một phen sóng gió hãi hùng, còn lâu mới biện minh xong. Vì tiểu bảo cười nói, Dương huynh dậy quá lời lệnh vương gia thật là con người khách khí miệng gã nói vậy nhưng trong bụng mắng thầm ta hận mình chưa làm cho tên hán gian vương gia của các ngươi chết sặc máu là ta chưa cam lòng chỉ vì hoàng thượng là bậc thánh minh nên biết rõ chân tướng vương gia các người mới đặng vô sự bây giờ cơ sự đã xảy ra thế này ta cũng đành thuận gió theo chiều cho yên chuyện ta không ngờ bữa nay gã này lại đến đây giải vây cho ta Cát nhĩ đàn đưa mắt nhìn vi tiểu bảo từ đầu đến gót chân rồi lại từ gót chân trở lên đầu. N. Oi nói, té ra tiểu hòa thượng đây chính là tiểu thái giám giết chết ngao bái. Ta tuy ở xứ Mông Cổ cũng được nghe danh hòa thượng. Nhưng ngao bái nổi tiếng là dũng sĩ số một ở Mãn Châu còn võ công của hòa thượng học ở chùa Thiếu Lâm đâu được đến thế. Vì tiểu bảo cười đáp võ công của tiểu tăng hãy còn kém cỏi lắm, nói ra không khỏi làm trò cười cho các vị kể về võ công, thực ra Tiểu Tăng đã trải qua rất nhiều người truyền dạy. Tỷ như Dương Đại Ca đây cũng truyền dạy cho Tiểu Tăng được hai chiêu là một, Hoành Tảo Thiên Quân, và một, Cao Sơn Lưu Thủy. Gã nói rồi đứng dậy vung tay biểu diễn hai chiêu này. Chiêu thức của gã tuy chẳng có chút nội lực nào, nhưng người ngoài cũng nhận ra đúng là mộc gia quyền chứ không phải giả dối. Dương Giật Chi lại nói, cũng nhờ thiền sư biểu diễn hai chiêu đó cho Hoàng thượng coi mà nhận ra được ngay là bình tây vương gia của bọn tia ẻo nhân bị kẻ thù vô hãm. Thiếu nữ áo lam bây giờ không còn lộ vẻ uất hận như trước nữa, thị dịu giọng hỏi, theo lời Dương Tứ Thúc nói thì tên tiểu hòa thượng này là kẻ có ơn với bình tây vương phủ hay sao? Dương Giật Chi đã, đúng thế, sau này nhị cô nương gặp thế tử, ngài sẽ nói cho cô nương hiểu rõ thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi hỏi Vi Tiểu Bảo, vậy những chuyện ngươi đối xử với chị em ta là, trò đùa hay là có chỗ dụng tâm nào khác? Vi Tiểu Bảo đáp đùa cợt là không phải, nhưng dụng tâm thì có đấy. Gã nhủ thầm, chỗ dụng tâm của ta là lấy được em cô làm vợ nhưng trước mặt đông người nói ra sao tiền. Thiếu nữ hỏi, chỗ dụng tâm của người thế nào? Vi tiểu bảo chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Mọi người đều nghĩ bụng, gã đã có chỗ dục tâm thì dĩ nhiên không tiện nói ra trước mặt mọi người. Sương Tề đứng dậy chắp tay nói, "Thưa Phương Trượng đại sư cùng Hối Minh thiền sư, bọn bần tăng đến đây có điều lỗ mãng gây nên tội lỗi xin hai vị miễn trách." Bọn bần tăng xin cáo từ." Hối Thông chắp tay đáp lễ nói, "Quý khách đến chơi, xin hãy dừng lại dùng cơm chay." Nhưng vị nữ thí chủ này lão nghĩ tới thị là gái giả trai để vào chùa đã bỏ đi không cứu xét lại mời dùng trai là không hợp với quy củ bản tự, nên ngập ngừng không nói hết lời. Sương tề cười đáp đa tạ, đa tạ, đã được phương trượng sư huynh không làm khó đã là may. Bọn bần tăng xin miễn dùng trai phạm, mọi người cáo từ ra về, phương trưởng cùng vi tiểu bảo và trừng quan tiễn chân ra ngoài cửa sơn môn. Bỗng nghe tiếng vó câu dồn dập mười mấy người cưỡi ngựa đang chạy tới rất gấp khi gần tới nơi mọi người nhìn rõ bọn kỳ mã toàn mặc y phục ngự tiền thị vệ, cả thầy 16 người. Chưa tới trước chùa 16 người đã xuống ngựa, hàng đội chỉnh tề tiến vào hai người đi trước là Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền. Trương Khang Niên vừa thấy Vi Tiểu Bảo đã lớn tiếng hô, đô đô đại nhân, lão gia mạnh giỏi ạ, à. y toàn hô, đô thống đại nhân, nhưng thấy Vi Tiểu Bảo mặc áo tăng bào nên gọi hàm hồ cho xong. 16 người đều lại phục xuống đất. Vì tiểu bảo cả mừng vội đáp các vị đứng dậy đi, bất tất phải đa lễ. Hàng ngày bần tăng vẫn nhớ tới các vị cát nhĩ đan thấy 16 vị này đều là ngự tiền thị vệ, phẩm chất khá cao mà đối với vi tiểu bảo cung kính như vậy thì nghĩ bụng. Tên tiểu hòa thượng này quả nhiên có nhiều lai lịch, theo thể chế nhà thanh thì chức tổng binh vào hàng tránh nhị phẩm, thị vệ hạng nhất vào hàng tránh tam phẩm, thị vệ hạng nhì vào hàng tránh tứ. Bọn Trương Khang Niên quan hàm còn kém mã tổng binh nhưng chúng là thị vệ trong triều thân cận Đức Hoàng đế, nên coi các võ quan ở ngoài không vào đâu. Chúng ngó mã tổng binh chỉ gật đầu chào mà đối với vi tiểu bảo thì lại cực kỳ cung kính. Hồi 109, ngắm dương liễu nhớ nàng áo lục. Cát nhĩ đàn thấy bọn ngự tiền thị vệ chỉ hết sức tâng bốc vi tiểu bảo Còn đối với người ngoài chúng chẳng coi vào đâu thì trong lòng tức giận hắng giọng một tiếng rồi hô, đi thôi ta không quen nhìn cái kiểu mặt giấy này. Đoàn người nhìn hối thông phương trưởng chắp tay từ biệt rồi xuống núi đi ngay. Vì tiểu bảo mời bọn thị vệ vào chùa, trường khang niên đi sóng vai với gã nói nhỏ, hoàng thượng ban mật chỉ. Vì tiểu bảo gật đầu, mọi người vào đến đại hùng bảo điện, trường khang niên đem thánh chỉ ra tuyên đọc. Thánh chỉ là một bài văn nói về Đức Hoàng đế ban cho chùa Thiếu Lâm hai vạn lạc bạc để kiến thiết tăng phòng, trùng tu Phật tượng ngoài ra còn phong cho Vi Tiểu Bảo pháp hiệu Vu Quốc Thánh Thiền sư Hối thông và Vi Tiểu Bảo khấu đầu vái tạ mọi người uống trà xong Vi Tiểu Bảo mời Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền về thiền phong của mình để nói chuyện Trương Khang Niên nói Đức Hoàng thượng ân cân dặn bảo Vi đại nhân lập tức khởi hành lên ngũ đài sơn không được chậm trễ Vi Tiểu Bảo đã có tiên liệu vụ này rồi liền đáp tại hạ xin tuân chỉ Trương Khang Niên lấy trong bọc ra một đạo mật chỉ cầm hai tay đưa lên non. Đây là mật chỉ của Hoàng thượng. Vì tiểu bảo cổ xuống dập đầu tiếp chỉ. Gã trông thấy dấu son đỏ lòe. Niêm phong cẩn mật thì nghĩ thầm. Không hiểu Hoàng thượng dặn bảo điều gì. Trên thánh chỉ viết những chữ mình không đọc được. Thì ra nó biết mình mà mình không nhận ra nó. Nhưng đã là mật chỉ thì chẳng thể để cho hai gã trương. Triệu ngó thấy được. Âu là ta thỉnh giáo phương trượng sư huynh mới xong. Nhất định lão không dám tiết lộ cơ mật gã liền cầm mật chỉ lên thiền phòng của hối thông phương trưởng. Gã nói, phương trưởng sư huynh, hoàng thượng có ban một đạo mật chỉ cho tiểu đệ xin phương trưởng sư huynh chỉ điểm dùng. Gã mở phong mật chỉ ra thì bên trong là một tập thủ quyền gồm bốn bức họa đồ trên bức thứ nhất vẽ năm trái núi. Vì tiểu bảo nhận ra là ngũ đài sơn, trên đỉnh ngọn nam đài về phía bắc vẽ một tòa miếu và đề ba chữ, thanh lương tự, gã đã ở chùa thanh lương lâu ngày nên nhận được ba chữ này. Bước thứ hai vẽ một tên tiểu hòa thượng đang đi tới một ngôi chùa. Cửa chùa lại đề ba chữ, thanh lương tử, phía sau tiểu hòa thượng là một bấy tăng lữ. Trên đầu các nhà sư viết năm chữ, thiếu lâm tự hòa thượng. Vì tiểu bảo cũng nhận được năm chữ này, bước thứ ba vẽ tòa đại hùng bảo điện. Trong điện một vị tiểu hòa thượng ngồi giữa, mặt mũi giống hệt vi tiểu bảo, nhưng khoác áo cả sa màu đại hồng. đa ấy là pháp y của phương trưởng bên cạnh tiểu hòa thượng rất nhiều tăng lữ thị lập vì tiểu bảo thấy tên tiểu hòa thượng trong bức họa giống hệt mình thì càng nhìn càng khoái bất giác bật lên tiếng cười bước thứ tư vẽ một tiểu hòa thượng quỳ dưới đất phục thị một nhà sư đứng tuổi nhà sư này tướng mạo thanh nhã mà gầy còm chính là đức thuận trị hoàng đế đã xuất gia pháp danh là hành si ngoài bố bức họa kể trên trong văn tự không còn mật chỉ nào khác nguyên vua khang hy bia vi tiểu bảo chữ nghĩa chẳng có mấy nên họa đồ để xuống chỉ cho gã bốn bức họa đồ này đã nói một cách quá rõ ràng là vi tiểu bảo phải lên làm trụ trì chùa thanh lương để thị phụng lão hoàng đế ban đầu vi tiểu bảo cảm thấy thích thú rồi sau mất vẻ mừng vui gã than thầm làm tiểu hòa thượng đã chán trường lắm rồi bây giờ lại phải làm lão hòa thượng thì thật là hỏng bét Hối thông mỉm cười nói công hỷ sư đệ hoàng thượng phái sư đệ lên làm trụ trì chùa thanh lương chùa thanh lương là một tòa cổ tự dựng ra từ triều hiến văn đế thời bắc ngụy tức là trước cả chùa thiếu lâm này sư đệ đến làm chủ một ngôi chùa lớn tất có thể khuếch trương phật pháp phổ độ chúng sinh làm cho bản giáo càng thêm hưng thịnh vì tiểu bảo lắc đầu gượng cười đáp ngồi trụ trì này tiểu đệ làm không xong rồi nhất định gây nên nhiều chuyện hồ đồ để làm trò cười cho thiên hạ hối thông an ủi gã, trong thánh chỉ đã minh thị cho sư đệ lấy một bấy tăng lữ của bản tự đi theo lên chùa Thanh Lương. Vậy sư đệ tự ý lựa chọn, bọn chúng đều vào hàng vãn bối lại quen thuộc sư đệ rồi thì dĩ nhiên hết lòng phụ tá, quyết trả ngày ra điều chi đáng ngại. Sư đệ cứ vững tâm mà đi, vì tiểu bảo ngơ ngẩn hồi lâu rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Ga tự ngủ, té ra tiểu hoàng đế suy nghĩ rất chu đáo, bố trí cực tinh vi. Ngay từ lúc ngài phái ta lên chùa Thiếu Lâm xuất gia làm sư đã nghĩ tới chuyện an bài như bữa nay rồi. Gã lẩm bẩm, nhà vua để ta ở chùa Thiếu Lâm hơn nửa năm khiến ta quen thuộc hết các tăng lữ trong chùa cho tiện việc lựa chọn những nhà sư hợp ý cùng lên chùa Thanh Lương với ta. Gã thở dài nghĩ tiếp, lão hoàng đế đã xuất gia, nhất định ngài không muốn để bọn quan binh hay thị vệ bảo hộ. Không chừng ngài lặng lẽ bỏ đi, chẳng biết đến đâu mà tìm kiếm. Mặt khác võ công tăng chúng chùa thiếu lâm chắc tuyệt lại do ta thống lãnh để bảo vệ lão hoàng gia thì còn yên ổn hơn bọn quan binh nhiều lắm. Vì tiểu bảo nghĩ tiếc vụ này cực kỳ cơ mật, nếu hoàng đế phái quan binh thị vệ lên ngũ đài sơn để bảo hộ một nhà sư, nhất định tiếng đồn ẩm ý làm cho thiên hạ đều biết hết. Trong bọn thị vệ tất có kẻ đã biết lão hoàng gia thì còn giữ kín làm sao được. Ngài phái một nhà sư thiếu lâm lên làm chủ chùa thanh lương là một việc rất thông thường. Ngay Trừng Quang Đại Sư nay trụ trì ở chùa này cũng là một vị trong thập bát La Hán tại chùa Thiếu Lâm trước. Vì tiểu bảo lại tự nhủ, giả tỷ tiểu hoàng đế phái ta ngay từ lúc ban đầu lên xuất gia tại chùa Thanh Lương cũng không khỏi làm người ta chú ý, ngài cho lên chùa Thiếu Lâm trước rồi chuyển sang chùa Thanh Lương thì chẳng còn điều chi đáng nghi ngờ. Gã nghĩ tới đây lại càng khâm phục cách bố trí của vua Khang Hy cực kỳ thâm mật. Vì tiểu bảo trở về thiền phòng của mình gã lấy một tập gân phiếu cộng thành vạn lạng bạc giao cho trương khang niên để hậu thường cho bọn thị về hai gã trương triệu không ngờ vi tiểu bảo đã làm hòa thượng rồi mà còn khẳng khái như vậy chúng mừng rỡ vô cùng đồng thanh tán dương từ xưa đến nay việc đại hòa thượng thường bạc cho bọn thị vệ của hoàng gia mới chỉ có vi đại nhân là một đây là một vụ không tiền khoáng hậu hay nói một cách khác là tiền vô cổ nhân hậu vô lại giả vi tiểu bảo cười đáp đại hòa thượng thì không có nhưng tiểu hòa thượng thì có rồi. Trương Khang Niên khẽ nói, vì đại nhân, hoàng thượng phái đại nhân làm việc cơ mật nào bọn tiểu nhân cũng không dám hỏi tơ ý. Nhưng đại nhân có sai phái điều gì thì cứ việc truyền dạy. Bọn tiểu nhân làm việc cho đại nhân cũng như làm việc cho hoàng thượng, nhất định gắng sức hết lòng. Triệu Tề Hiền cũng nói theo, nếu vì đại nhân muốn là việc gì mà trong lúc nhất thời chưa được thuận tiện, hoặc giả bọn tiểu nhân có thể đem hết sức mọn ra để dỡ đần. Tỷ như, tỷ như vi đại nhân muốn lấy võ công bí lục trong chùa thiếu lâm thì bọn tiểu nhân xin phóng lửa đết chùa, gây nên một trường đại loạn để vi đại nhân thừa cơ hạ thu. Trường khang niên cười khẳng khặc khẽ nói, phải đấy cái đó kêu bằng mượn gió bẻ măng, nước đục mò cá. Vì tiểu bảo sừng sốt một chút hiểu ngay, bụng bảo giả, phải rồi, chắc bọn chúng đoán là hoàng thượng phái ta lên chùa thiếu lâm làm hòa thượng tất có chỗ dụng ý, bây giờ ngài lại sai đem mật chỉ đến, chúng không đoán ra việc gì. Bọn chúng biết Hoàng thượng hiếu võ, nên chúng yên trí là ngài sai ta lên chùa Thiếu Lâm xuất gia dĩ nhiên vì mục đích đánh cắp võ công bí lục gã nghĩ vậy mỉm cười đáp. Hai vị cứ yên tâm, cái đó, ta lấy được vào tay rồi. Hai gã trương. Triệu cả mừng kho mình thỉnh an rồi nói, Đức Hoàng thượng hồng phúc tấy trời, vì đại nhân lại tinh minh mẫn cán, cùng hỷ đại nhân lập lên công lớn. Triệu Tề Huyền nói, đại nhân có cần bọn tại hạ đem cái đó ra ngoài không? Nếu đại nhân e tăng lữ trong chùa ngờ vực thì giải nhân cứ cởi áo cho bọn họ lục soát cũng chẳng ngại gì. Vì tiểu bảo cười đáp, cái đó không cần, các vị cứ trở về triều tâu lại với hoàng thượng là tại hạ kính cần tuân theo thánh chỉ. Bao nhiêu họa đồ đều đã thuộc lòng, nguyện hết sức làm cho nên việc, cúi xin thánh thượng yên tâm. Hai gã đều vâng giả, triệu tề hiền thông minh hơn, ngẫm nghĩ một chút, Gia chiều hiểu rõ nội vụ rồi nói, té ra võ công bí quyết đều vẽ thành đồ phổ mà vi đại nhân thuộc lòng được hết. Trương Khang Niên cũng tỉnh ngộ tán dương, nếu vậy lại càng hay. Đại nhân lấy trộm bí lục đem ra không bằng, chấm xem giỏi học cho thuộc. Như thế thì thần không hay quỷ cũng không biết được. May mà vi đại nhân được trời phú cho được thông tuệ hơn đời. Dịch địa là bọn tiểu nhân có được đọc cũng chẳng thể nào nhớ cho nổi vì tiểu bảo thấy hai gã tưởng lầm là mình ghi nhớ đồ phổ vẽ võ công của chùa Thiếu Lâm thì trong bụng cười thầm đáp Trương Huynh bất tất phải quá khiêm tốn, nếu Tương Huynh ở trong chùa hàng ngày lấy ra coi thì cũng chỉ mười bữa nửa tháng là nhớ được hết. Hai gã đồng thanh khen phải và nghĩ bụng, y ở trong chùa hơn hai năm, nhất định đã thuộc được nhiều võ công đồ phổ của chùa Thiếu Lâm rồi. Chuyện vãn hồi lâu, Trương Khang Niên và Triệu Tề hiền cáo từ ra về. Vì tiểu bảo chợt nhớ tới việc gì vội hỏi, vừa rồi hai vị ở ngoài cổng chùa đã gặp một toán người, hai vị có biết lai lịch của họ thế nào không? Hai gã trương, triệu đáp, bọn tiểu nhân không biết, vì tiểu bảo dặn chúng, hai vị hãy mau đi để điều tra xem sao, bọn người này có thái độ úp mở, không được quang minh lỗi lạc, dường như muốn ăn cắp bí lục võ công của bản tự, nhất là tên tổng binh, chẳng biết là bộ hạ của ai hắn đã là mệnh quan của triều đình sao lại còn âm mưu phá hỏng đại sự của hoàng thương. Thật là phường đại nghịch vô đảo, âm mưu tạo phản Hai người điều tra ra được người sai phái hắn là một đại công đó. Hai gã cả mừng đáp vụ này dễ lắm, bọn họ mới xuống núi chưa đi xa, nhất định đuổi kịp làm đến chức tổng binh thì chỉ cần điều tra tên họ là ra hết. Nguyên vi tiểu bảo biết rõ mã tổng binh là bộ hạ của ngô tam quế nhưng cố ý vu hạ mới giả vờ không hiểu lai lịch để hai gã và bọn thị vệ mở cuộc điều tra về phúc bẩm với hoàng thượng. Gã làm như vậy còn hay hơn chính gã vu cáo, vì tiểu bảo lại nói trong bọn người đó còn có một thiếu nữ giả dạng nam trang. Bọn họ muốn tìm một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp. Hai thiếu nữ này dính líu rất nhiều đến công cuộc âm mưu phản nghịch. Vậy các vị nhất thiết tìm cách mở cuộc điều tra cho rõ ngọn ngành chấm AI thiếu nữ đó tên họ là gì? Khi hai vị điều tra xong đưa tin cho ta biết vụ này dĩ nhiên vi tiểu bảo mượn công sự để làm việc riêng. Gã sai bọn thị vệ hoàng đế để dò la tung tích ý trung nhân của gỡ ả, bọn thị vệ thăm lam vàng ban bạc thường, nhất định hết sức làm cho đến nơi. Khi bọn ngự tiền thị vệ muốn điều tra vụ án nào thì văn võ quan viên khắp thiên hạ đều phải vâng lơ ảnh sai khiến, nên nếu chúng muốn điều tra việc gì rất dễ tìm ra manh mối. Hai gã trương triệu vỗ ngực đáp bọn tiểu nhân xin bảo đảm nhất quyết điều tra cho bằng được gốc ngọn vụ này gọi là báo đáp trong muôn một tấm lòng chi ngộ của vi đại nhân cùng là ơn đức nào là năng đỡ nào là trọng thường cho bọn tiểu nhân bọn thị vệ cáo biệt ra về rồi vì tiểu bảo lại lên từ giã hối thông phương trượng nói hoàng thượng đã ra lệnh sáng mai tiểu đệ phải khởi hành lên chùa thanh lươn vậy có lời cáo biệt phương trượng sư huynh hối thông đáp đó là lý đương nhiên sư đệ tài trí thông minh giác ngộ thiền cơ. Chỉ đáng tiếc là chúng ta sum hợp chưa được bao lâu đã phải phân ly đôi ngả, thành ra nơi đây chưa được lãnh thụ nhiều điều bổ ích. Nhân duyên giữa chúng ta tới đây là hết, không biết sư đệ định lấy bao nhiêu tăng lữ đi theo. Vì tiểu bảo đác trường quan sư điệt, thủ tọa bát nhã đường, là một nhân vật rất cần cho tiểu đệ tiểu đệ còn xin cả 18 tên sư điệt ở La Hán đường. Ngoài ra, gã còn lựa thêm mười mấy nhà sư nữa tổng cộng là 36 tên. Hối thông không có đi eo chi dị nhỉ, lão gọi cả 36 nhà sư tới cho hay là hối minh thiền sư lên trụ trì tại chùa Thanh Lương trên ngũ Đài Sơn, và dặn bọn họ đi theo gã phải hết lòng bảo vệ cùng là nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, không được trái ý, sáng sớm hôm sau. Vi tiểu bảo cùng 36 nhà sư chùa Thiếu Lâm vào từ biệt hối thông phương trượng rồi nhằm đường ngũ Đài Sơn trực chi Đoàn người xuống tới chân núi thì dừng lại. Một mình Vi Tiểu Bảo đến gặp Song Nhi. Song Nhi chia tay Vi Tiểu Bảo đã hơn nửa năm vào thô trang cư ngụ. Bây giờ thị được trùng phùng, nỗi mừng vui kể sao cho xiết. Tuy thị đã được Trương Khang Niên báo tin cho hay là chủ nhân của thị ở chùa Thiếu Lâm xuất gia đầu Phật, mà thị vẫn nhớ mong, khóc lóc không biết mấy mươi lần. Lúc này thị thấy gã đầu cạo chọc lóc, mình mặc áo tăng bào thì không sao nhịn được lại khóc quà wow, lên. Vi Tiểu Bảo cười hỏi, "Hảo Song Nhi, làm sao mà cô khóc? Phải chăng cô giận ta bấy lâu nay không đến thăm cô? Song Nhi vừa khóc vừa đáp, không, không phải thế. Tướng công, tướng công xuất ra. Vì tiểu bảo nắm lấy tay thị dơ lên khẽ hôn vào mưa u bàn tay vừa cười vừa nói, cô này ngốc lắm, tướng công làm hòa thượng chỉ là chuyện giả. Song Nhi nghe nói vừa mừng vừa thẹn, mặt đỏ đến mang tai. Vì tiểu bảo nhìn kỹ thấy thị hình rong tiểu tụy, gầy ốm hơn trước nhiều. Người thị cao thêm một ít, khiến thị càng là lướt xinh đẹp. Gã mỉm cười hỏi, sao cô gầy đi nhiều thế? Hàng ngày cô nhớ ta lắm phải không? Song Nhi đỏ mặt lên toan lắc đầu, nhưng giỏi lại cúi xuống. Vì tiểu bảo nói, cô mau thay đổi nam trang và đi theo ta. Song Nhi sung sướng và không nói gì nữa, lập tức thay mặc nam trang, lại giả làm một tên thư đồng. Đoàn người đi đường không có chuyện gì đáng nói. Một hôm tới chân núi ngũ đài sắp lên núi thì thấy bốn nhà sư đến nghênh tiếp một vị lão tăng đi trước chắp tay hỏi, phải chăng các vị đều là sư phụ ở chùa Thiếu Lâm tới đây? Vì tiểu bảo gật đầu, nhà sư già kia lại hỏi, phải chăng vị này là hối minh thiền sư? Bốn nhà sư liền lại phục xuống nói, bọn tiểu tăng được biết thiền sư đến trụ trì chùa Thanh Lương ai nấy đều mừng rỡ và xuống núi đón đã mấy bữa nay. Nguyên vua Khang Hy đã sai người đem mật chỉ đến Pháp Thắng Hòa Thượng. Trụ trì chùa Thanh Lương, phái lão đi làm trụ trì chùa Từ Vân tại Trường An, nên họ chờ Thiếu Lâm Tăng tới nghênh tiếp. Chùa Từ Vân ở Trường An còn lớn hơn chùa Thanh Lương nhiều, Pháp Thắng được tới đó làm trụ trì trong lòng rất hoan hỷ. Lão phái bốn nhà sư này xuống chân núi Ngũ Đài Sơn chờ đợi. Vì tiểu bảo lên chùa Thanh Lương cùng Pháp Thắng hòa thượng làm lễ giao tiếp quần tăng đều đến bái kiến. Ba nhà sư Ngọc Lâm, Hành Si, Hành Điên không thân hành đón tiếp. Chỉ có sớ văn của Ngọc Lâm đưa đến cho trụ trì. Vì tiểu bảo bảo chừng thông đọc sớ văn thì ra ba vị sư này đang ở thời kỳ tọa quan, nên theo quy củ trong chùa, viết sớ văn để tham kiến trụ trì. Hôm sau Pháp thắng xuống núi Di Tràng An, vì tiểu bảo làm chủ chùa Thanh Lương, mày ở chỗ mọi chi tiết đều được bon chừng quan trị điểm, nên tiểu hòa thượng lên làm lão hòa thượng không sai tư cách vì ngày trước vi tiểu bảo cùng song nhi ở chùa thanh lương đã đổi bọn địch nhân đến xâm phạm giải cứu tính mạng cho quần tăng nên họ đều nhớ mặt bây giờ họ thấy gã đột nhiên thế phát xuất ra mà lại đến làm trụ trì chùa thanh lương ai nấy đều kinh ngạc nhưng gã là người có ơn với bản tự nên chẳng có ai tỏ ý bất phục vì tiểu bảo lại sai song nhi cạo chọc đầu làm tiểu sa di và đề thị căn nhà nhỏ ngoài thiền phòng của phương trường việc trọng yếu thứ nhất của vi tiểu bảo đến trụ trì chùa thanh lương là bảo vệ cho lão hoàng gia chu toàn chấp sự tăng cho gã hay ba nhà sư ngọc lâm hành si và hành biên vẫn ở trong tòa tiểu miếu ở phía sau núi gã cũng không đến quấy nhiễu liền cùng trường tâm đại sư thương nghị kế hoạch vi tiểu bảo sai người dựng lên những căn lều tranh ở bốn mặt đông tây nam bắc cách tiểu miếu chừng nửa dặm và phái các nhà sư thiếu lâm thay nhau thường trực trong các liều tranh mọi việc bố trí xong xuôi, vì tiểu bảo ngày đêm hàng tưởng nhớ nữ lang áo lục những lúc nhàn rỗi không có việc gì, vì tiểu bảo lại gọi trừng quan vào dạy gã những chiêu thức phá giải võ công của nữ lang. Gã vốn không kiên tâm để học võ nghệ, nhưng trừng quan miệng thường nhắc tới những câu, vì nữ thí chủ kia, khiến lòng tưởng nhớ nữ lang cũng khuây khỏa vài phần. Vì tiểu bảo học luôn mấy tháng thuộc hết những chiêu thức phá giả, trong lòng mừng rỡ liền ca ngợi trừng quan lão sư điệt thế là sư điệt đã lập lên công lớn cho chùa thiếu lâm rồi đó hai vị nữ thí chủ kia nếu còn đến rắc rối thì bất luận các cô sử chiêu thức ly kỳ cổ quái gì chúng ta đều có cách phá giải chống đối các cô muốn tranh đoạt môi thủ tọa bát nhã đường thật không phải là chuyện dễ dàng trừng quan cực nhọc quá nửa năm trời thân thể gấy đi mười mấy cân để đổi lấy vài câu phẩm bình này lão được an ủi không biết đến thế nào mà kỳ vì tiểu bảo nóng lòng chờ tin tức của Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền để biết lai lịch cùng tên họ của nữ lang áo lục mà lâu ngày vẫn chẳng thấy tâm hơi chi hết. Gã lại nhớ tới vụ thần long đảo liền tự nhủ ta đã uống độc long dịch cân hoàn của hồng giáo chủ. Nếu trong vòng một năm mà không đưa bộ kinh sách nào về đảo thần long để xin thuốc giải thì chất độc phát giác không phải chuyện chơi. Thời gian thấm thoát, nay tính lại chỉ còn hai tháng vì tiểu bảo ở chùa Thanh Lương rất nhà rỗi chẳng có việc gì, một mình gã chạy đi khắp mọi nơi trên ngũ đài sơn. Lòng gã lúc nào cũng nhớ tới nữ lang áo lục một hôm đi tới bên khe suối, nhìn cây dương liễu phất phơ trước gió, gã lầm bẩm giả tỷ cây liễu này là vị cô nương kia thì một áo da chẳng cần khách khí chi hết, nhất định chạy lại ôm choàng lấy. Cô mà không chịu, sử chiêu, thiên nham cạnh tú, của côn luân rồi liên tiếp đánh ta tám trường, ta cũng chẳng cần chỉ dùng chiêu vân trưng hạ úy là đủ phá giải một cách ung dung. Trường quan lão hòa thượng bảo ta cứ xử chiêu này thật nặng mà nhẹ như không mới là phong độ võ công của danh môn chính phái. Nhưng ta chẳng cần con mẹ nó gì danh môn với chẳng danh môn, chính phái với chẳng chính phái, miễn sao xử cho đúng cách. Tiếp đến chiêu, kinh vị phân minh, tay trái mình chụp lấy tay trái nàng tay mặt mình chụp lấy tay mặt nàng rồi giữ khư khư, có chặt đầu cũng không buông ra nữa trong lòng nghĩ tới chỗ cao hứng, tay gã cũng thi triển chiêu thức. Chát chát hai tiếng, hai tay gã chụp vào một cành liễu, bỗng nghe thanh âm ồm ồm phát lên, các vị hãy coi một tiểu hòa thượng đang nổi khùng. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy ba tên lạt ma mặc áo vàng đang giơ tay chỉ trò và cười nói với nhau. Vì tiểu bảo mặt đỏ bừng lên, gã hổ thẹn vì tưởng rằng mấy tên lạt ma kia đã nhìn rõ đã nhìn rõ tâm sự gã gã nghĩ rằng mình đường đường là một vị đại phương trượng chùa thanh lương mà lần mò ra chỗ hoang sơn hẻo lánh để toan bắt một cô gái xinh đẹp thì thật là mất mặt gã liền cắm đầu chạy vì tiểu bảo vừa chuyển qua một khúc quanh trên đèo thì lại thấy mấy tên lạt ma nữa đang đi tới trên ngũ đài sơn rất nhiều chùa lạt ma nhưng vi tiểu bảo vẫn mặc kệ họ không để ý tới vì chuyện vừa rồi gã có ý hổ thẹn không muốn nhìn bọn lạt ma gã quay đầu đi giả vờ đang chú ý ngắm phong cảnh, để mặc bọn lạt ma đi lướt qua bên mình. Gã nghe một tên lạt ma nói, bề trên đã có pháp chỉ bất luận trường hợp nào cũng phải lên ngũ đài sơn trước giờ ngọ bữa nay. Vụ này nóng như lửa đỏ, phải mau làm sao lên núi cho đúng hẹn kỳ, chẳng còn thì giờ đâu để ngắm phong cảnh, như vậy thật đáng tức cười. Một tên lạt ma khác hỏi, bề trên đã an bài như vậy tất là có mục đích. Hồ khắc đồ sư huynh sư huynh không thể nào bỏ được vị cô nương ở phủ đại đồng rồi. Có đúng thế không, vì tiểu bảo chẳng quan tâm gì đến những lời của tên lạt ma này mà lại còn có mối hào cảm với mấy tên đó. Gã nghĩ thầm, những tên lạt ma này thích chơi là chơi, thích uống rượu là uống rượu, chẳng cần làm bộ đính chính. Mình mà thật lòng xuất ra thì chẳng thà làm lạt ma còn hơn làm hòa thượng. Hồi 110, trong tiểu miếu quân tăng nghị luận vì tiểu bảo vừa về đến chùa đã thấy trừng thông đứng chờ ở cửa sơn môn trừng thông chạy ra đón gã khẽ nói bạch sư thúc tiểu điệt nhận thấy tình hình có điều khác lạ vì tiểu bảo thấy y vẻ mặt nghiêm trọng vội hỏi điều chi khác lạ trừng thông vẫy tay rồi cùng đi với gã theo bậc đá chạy lên đỉnh núi vì tiểu bảo liếc mắt ngó về phía tây thấy những chấm vàng lố nhố rất nhiều gã chú ý nhìn kỹ thì những chấm vàng này đều là lạt ma mặc áo hoàng bào số người rất đông, chẳng một ngàn cũng phải tám chín trăm. Đám lạt ma này quần tam tụ ngũ đứng giải rác dưới bóng cây trên đỉnh núi. Vì tiểu bảo giật bắn người lên hỏi, bọn lạt ma đến đây làm gì mà đông thế? Trừng thông lại trò tay về phía nam nói, bên kia cũng có, vì tiểu bảo đảo mắt nhìn qua phía nam, quả nhiên cũng có hàng ngàn lạt ma tụ tập từng đám một, kẻ đứng người ngồi. Lúc này ánh nắng mặt trời từ phía đông chiếu tranh trách sáng nên nhìn rõ bạch quang lấp loáng. Bao nhiêu Lạt Ma đều đeo binh khí quanh mình. Vì Tiểu Bảo sợ hãi nói, bọn họ đeo binh khí, phải chăng, phải chăng? Gã không nói hết lời, đưa mắt dò ý Trừng Thông. Trừng Thông lẩm nhẩm gật đầu ngắt lời, sư điệt cũng đoán thế. Trừng Thông năm nay mới 24 tuổi, trong thập bát La Hán, y là người trẻ nhất và cũng là người võ công kém nhất. Vậy mà y được liệt vào hàng thập bát La Hán trong chùa Thiếu Lâm, tất y phải có chỗ hơn người. Trường Thông là một nhân vật tinh minh mẫn cán, lại có tài sắp đặt công việc. Hối thông phương trưởng có ý để y từng trải công việc cùng rũ út kinh nghiệm đặng ngày sau lên thừa kế ngôi trụ trì ở bản tư. Chỉ còn một điều chưa biết là về Phật học và về võ công y có theo thời gian mà tiến bộ được không? Lần trước y bảo vệ hành si ở chùa Thanh Lương, sau lại kết bạn đồng hành với Vi Tiểu Bảo trở về Bắc Kinh. Trong khi chuyện trò với Trừng Thông, Vi Tiểu Bảo rất ý hợp tâm đồng chuyến này y theo gã đến chùa chùa Thanh Lương, những việc lớn nhỏ trong chùa gã ủy thác cho y trông coi đến quá nửa. Vì tiểu bảo lại quay sang ngó phía bắc và đông thì thấy bên nào cũng có đến hàng ngàn lạt ma gã, còn nhận thấy trong đám lạt ma có những tên mặc áo ca sa màu vàng thấm. Những người này là thủ lĩnh của mỗi đội, vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp, lại có ý tức giận nên gã liền văng tục, còn mẹ nó, cả thầy có đến bốn, năm ngàn người. Trừng Thông đáp, số thủ lãnh lên tới 325 tên, vậy cộng tất cả là 4082 lạt ma. Vì tiểu bảo khen ngợi, sư điệt thật là tinh tế, đứng xa mà cũng đếm được rõ ràng. Trừng Thông hỏi, làm sao bây giờ? Vì tiểu bảo không biết trả lời thế nào, đứng trước những việc khó giải quyết, bảo gã lừa gạt người để chuồn đi thì gã làm được nhưng hiện giờ gã lâm vào tình trạng bị đối phương tụ tập hàng bón ngàn người để bao vây thì gã dù có tài ba đến đâu cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi trùng vây được đây là cục diện phải hành quân chiến đấu thì gã lại chẳng hiểu biết gì vì tiểu bảo nghe trừng thông hỏi vậy gã ngẩn ngơ nhắc lại làm thế nào bây giờ trừng thông nói coi tình hình này thì đối phương muốn cướp hành si đại sư đem đi chắc chúng chờ đến tối sẽ bao vây bốn mặt rồi kéo vào tấn công vì tiểu bảo hỏi, sao họ không tấn công ngay bây giờ? Trừng thông đáp, trên ngũ đài sơn những lạt ma ở chùa vàng trước nay vẫn hiếu hảo với tăng lữ họ thích chúng ta ở chùa xanh. Phe chùa xanh chúng ta rất nhiều và tăng lữ cũng lắm. Trên núi có 10 ngôi đại tự, bên ngoài cũng có hàng chục chùa lớn. Bọn lạt ma ở chùa vàng tuy hành vi bá đảo nhưng không dám lấn át chúng ta. Nếu chúng tấn công ban ngày, tất nhiên các chùa xanh kéo đến tiếp viện. Vì Tiểu Bảo nói, vậy chúng ta lập tức phái người đi thông chi cho chủ trì các chùa xanh, xin các vị phái tăng chúng tới cùng bọn Lạt Ma quyết một trận tử chiến. Chúng ta thẳng thắng tuyên bố, những hòa thượng ở ngũ Đài Sơn về phe chùa xanh đại chiến ác Lạt Ma. Trừng thông lắc đầu đáp các tăng lữ ở chùa xanh trên ngũ Đài Sơn, mười phần có đến 8, 9 không biết võ công. Ngay những người hiểu biết võ công bản lãnh cũng tầm thường. Tiểu Điệt chưa nghe nói có tay hào thủ nào đáng kể. Vì Tiểu Bảo hỏi, vậy thì họ không chịu đến viện trợ hay sao? Trừng thông đáp, chẳng phải là không có người đến viện trợ, chỉ sợ họ chết, ồn mạng mà không được ích gì. Vì Tiểu Bảo hỏi, chẳng lẽ chúng ta chịu bó tay đầu hàng đối phương ư? Gã kém chi phân đấu, tính bài không đánh nổi thì phải đầu hàng. Trừng thông đáp, chúng ta đầu hàng cũng chẳng sao, nhưng hành si đại sư tất bị chúng cướp đem đi bọn lạt ma đã kéo đến đông thế này tất có cuộc mưu đồ trọng đại chứ không phải chuyện tầm thường vì tiểu bảo tự hỏi thân phận hành si đại sư không hiểu quần tăng chùa chùa thiếu lâm đã biết chưa gã liền hỏi bọn họ kéo đến đông đảo để cướp hành si đại sư mưu đồ chuyện gì mấy tháng trước họ đã tới đây một lần may được các vị gia oai khiến chúng phải rút lui không ngờ lần này chúng kéo đến đông quá Trừng thông trầm ngâm một lát rồi đáp hành si đại sư nhất định phải là một nhân vật lai lịch rất lớn không chừng ảnh hưởng đến sự hưng suy của võ lâm trung nguyên hoặc liên quan trọng đại đến mối tranh chấp giữa hai phe chùa xanh chùa vàng nguyên do thế nào trừng tâm sư huynh không nói tới sư thúc mà không biết thì bọn sư điệt lại càng không hiểu vì tiểu bảo sực nhớ tới trong mình có mang ngự chát của hoàng đế có thể điều động văn võ quan viên khắp nơi liền nói hiện giờ tình thế nguy cấp võ công chùa Thiếu Lâm ta tuy cao thâm nhưng ít người chẳng thể địch nổi số đông. 37 vị hòa thượng làm sao có thể chống lại hơn 4.000 tên lạt ma. Ta muốn lập tức xuống núi đi cầu viện, Trừng thông đáp chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Vì tiểu bảo nói, thế thì chúng ta đành hộ tống hành si đại sư phá vòng vây mà chạy. Trừng thông gật đầu đáp, tiểu điệt nghĩ cũng chỉ còn cách đó. Bọn thiếu lâm tăng chúng ta 37 người, thêm vào tên tiểu đồng của sư túc muốn chống lại sự tấn công của hơn bốn ngàn tên lạt ma thì nhất định là không địch nổi nhưng chỉ dò chỗ sơ hở để xông ra thì không phải là việc khó vì tiểu bảo nói chỉ còn lo hành si đại sư cùng sư phụ của y là ngọc lâm đại sư không chịu chạy đi họ thường nói sống cũng vậy mà chết cũng thế trốn hay không chẳng khác gì nhau chừng thông trao mày đáp vậy xin sư túc tìm lời khuyến dụ các vị đó vì tiểu bảo nói nếu chỉ thuyết phục một mình hành si đại sư thì còn có cách, nhưng chuyện khuyên can được Ngọc Lâm Lão Hòa Thượng thì ta cũng đành chịu. Cái đó kêu bằng chuột muốn dắt dù mà chẳng biết ngậm mõm vào chỗ nào. Gã đưa mắt nhìn xuống dưới thấy từng tốp lạt ma giải rác khắp nơi tựa hồ đám quân ô hợp chẳng có chương pháp gì hết, mà thực ra cách bố trí rất hợp lý. Những nơi nào có nẻo đường từ trên núi đi xuống nhân số đều được bố trí đông hơn. Gã nghĩ tới lúc trời tối, hơn bốn ngàn tên lạt ma này ảo ạt xông lên thì quần tăng chùa thanh lương chỉ còn đường hô lớn đức phật từ bi gã lẩm bẩm còn mẹ nó lão gia làm hòa thượng thật là uổng giả tỷ là xa làm lạt ma thì có phải lúc này tha hồ mà nhơn nhơn đắc ý chẳng cần lo lắng chi hết đột nhiên trong đầu óc gã lóe lên một tia sáng nghĩ ra một kế hoạch bất giác mừng thầm trong bụng ngoài mặt gã giữ vẻ mặt điềm nhiên nói ta về thiền phòng ngủ một giấc con mẹ nó đã trừng thông rất đỗi ngạc nhiên miệng lẩm bẩm tình thế như lửa đết dầu mà sư thúc còn ngủ được ư vì tiểu bảo không hỏi gì đến y nữa tự đi vào phòng sau chừng nửa giờ quả nhiên bọn trừng tâm trừng quan trừng quang và trừng thông xin vào ra mắt vì tiểu bảo thấy bốn nhà sư lộ vẻ hoang mang thì biết là bọn họ đã nhìn thấy hơn bốn ngàn lạt ma bao vây quanh chùa gã vươn vai ngáp dài trừng tâm hỏi bọn lạt ma tụ tập dưới chân núi hiển nhiên bất lợi cho bản tử. Phương trưởng sư thúc đối phó bằng cách nào, xin nói cho nghe. Vì tiểu bảo thùng thẳng đáp ta nghĩ mãi mà chẳng tìm được kế hoạch nào hoàn hảo, nên bỏ đi ngủ một lúc Ngọc Lâm Lão Hòa Thượng thường nói, kẻ xuất gia không tranh giành điều chi với thế tục nghịch cảnh tới cứ ngồi yên mà chịu đựng. Nếu chùa Thanh Lương quả gặp tai họa thì đó là kiếp vận không sao tránh khỏi. Kiếp nạn đã không tránh khỏi thì nghịch cảnh đến ngồi yên mà chịu đựng gươm đao đến cũng vươn cổ ra mà đó lấy vậy khi người ta chém xuống mình đưa cổ ra tiếp thụ xem lưỡi đao sắc bén có chặt đứt cổ được không bọn trừng tâm ba người biết rằng gã nói nhăng nói cuội nhưng trừng quan lại tin là chuyện thật lão đáp xem trừng đao gươm của bọn họ rất sắc bén cổ chúng ta chắc không chịu nổi kẻ xuất gia không tranh giành điều chi với người đời nghịch cảnh đến ngồi yên mà chịu đựng thì phải rồi nhưng gươm đao đến vươn cổ ra mà tiếp thụ thì quá đáng ngày trước đặt ma sư tổ không dạy ta vươn cổ ra chịu đao mà không được phản kháng. Vì như thế thì học võ làm chi? Vì tiểu bảo gật đầu hỏi, theo nhận xét của trừng quan sư điệt thì đao chém tới không thể vươn cổ ra hứng chịu được hay sao? Trừng quan đáp không được, nói quyền đánh tới ngực chịu, chân đá tới bụng chịu thì còn nghe tạm. Nguyên nội công lão rất thâm hậu, đối phương dù có quyền đấm, chân đá lão chỉ cần vận nội lực là hất quyền cước người ta bật ra. Vì tiểu bảo hỏi, dường như bọn lạt ma đều đeo giới đao cùng thiền trường. Mình có cách nào bảo bọn họ đừng dùng khí giới được chăng? Trừng quan ngơ ngẩn đáp e rằng không thể dùng lý lẽ để khuyến dụ bọn lạt ma này được. Muốn họ buông đao đồ tể không phải là công việc một sớm một chiều mà làm xong. Vì tiểu bảo hỏi, vậy thì khó quá, không hiểu bốn vị sư điệt có biện pháp gì chăng? Trừng tâm đáp bây giờ chỉ còn một cách là cả bọn ta bảo vị cho ba vị ngọc lâm, hành si và hành biên nhằm chỗ sơ hở của địch mà xông ra. Bọn chúng chỉ có ý cướp hành si đem đi, còn tăng lữ trong chùa đều không hiểu võ công chắc họ cũng chẳng ra hai làm gì. Vì tiểu bảo nói, được rồi, chúng ta đến thuyết ba vị lão hòa thượng xem sao, gã liền dẫn bốn nhà sư vào tòa tiểu miếu ở hậu viện. Tiểu sa di thấy năm người tới liền vào thông báo bọn ngọc lâm nghe báo có trụ trì đến lập tức ra cửa nghênh tiếp. ngọc lâm hành si và hành biên vừa ngó thấy vi tiểu bảo đã ra chiều kinh ngạc ba vị chỉ biết có một cao tăng chùa thiếu lâm đến đây là trụ trì là một thiếu niên nhưng không ngờ lại là vi tiểu bảo ngọc lâm và hành si và hành biên nghĩ qua hiểu ngay đây là cách bố trí của hoàng đế vì mục đích bảo vệ cho phụ thân nhưng theo lề luật của chùa trụ trì là chủ nhân bọn ngọc lâm phải hành lễ tham kiến vi tiểu bảo cung kính đáp lại rồi cùng nhau vào thiền phòng ngọc lâm mời vi tiểu bảo ngồi vào bồ đoàn ở chính giữa còn mấy vị kia đứng thị lập ở hai bên vi tiểu bảo lòng khoan khoái tự nhủ mình được an tỏa ở giữa cả lão hoàng đế cũng phải đứng bên trầu trực thì đó ông vua con cũng không oai phong đến thế này gã cố nhịn cười nói mời ngọc lâm đại sư cùng hành si đại sư an tỏa ngọc lâm và hành si bấy giờ mới ngồi xuống bồ đoàn Ngọc Lâm nói, phương trưởng đại sư tói trụ trì chùa Thanh Lương, bọn tiểu tăng chưa lại tham bái, đã phiền đại giá phương trưởng tới đây, trong lòng rất lấy làm áy náy. Vì tiểu bảo đáp đại sư dạy quá lời, tiểu nạp biết ba vị không thích người ngoài đến quấy nhiễu nên không muốn vào thăm các vị. Nếu bữa nay không xảy ra cơ sự trọng đại, tiểu nạp cũng chưa tiện đến. Gã thấy các vị lão hòa thượng thường dùng danh từ, lão nạp, để tự xưng mình cho có vẻ khiêm nhường gã liền nghĩ mình còn nhỏ tuổi phải tự xưng là tiểu nạp thực ra chẳng có nhà sư nào lại tự xưng như vậy. Chúng tăng tưởng gã lập dị đặt ra tiếng xưng hô mới mẻ này cho có vẻ tân kỳ thì không khỏi cười thơ quy em ép trong bụng. Ngọc Lâm hỏi, dạ, không hiểu có điều chi trọng đại. Vì tiểu bảo trả lời, chừng quan sư điệt, xí nư điệt nói cho ba vị nghe. Ngọc Lâm biết vị tân trụ trì pháp hiệu là hối minh, mà ở chùa thiếu lâm hàng chữ hối còn cao hơn chữ chừng một bực. Nhưng lão thấy tên tiểu hòa thượng này mồm mép lém lẩu lại kêu một vị lão tăng đạo đức trang nghiêm, vẻ mặt hiền hòa bằng, sư điệp thì trong lòng không khỏi sừng sốt. Trừng quan kính cẩn dạ một tiếng rồi nói rõ tình trạng mấy ngàn lạt ma bao vây trùng điệp ở xung quanh chùa. Ngọc Lâm nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra hỏi, xin hỏi phương trượng đại sư, bây giờ đối phó bằng cách nào? Vì tiểu bảo đáp bọn lạt ma tăng này ở xung quanh bàn tự kẻ ngồi người đứng để xem phong cảnh dường như không có ý gì khác bản tự nổi tiếng là phong cảnh u nhã thì họ đến du sơn ngoạn thủy ta cứ để mặc kệ họ như chẳng có chuyện gì hành diên không nhịn được lên tiếng nếu bọn chúng đến du sơn ngoạn thủy thì đã chẳng bao vây bản tự hàng mấy giờ mà chưa bỏ đi nhất định chúng muốn bắt hành si sư huynh vì tiểu bảo nói tiểu nạp nghĩ rằng những chùa xanh chùa vàng trong thiên hạ cũng là một phái thích ca dưới phật tòa bọn họ muốn mời hành si đại sư đi là bọn họ hâm mộ phật pháp cao rộng của ba vị đại sư nên thỉnh đến các chùa lạt ma để giảng kinh thuyết pháp không chừng vì ngưỡng mộ phật pháp ở trung nguyên chúng ta họ không muốn làm lạt ma nữa mà thích đổi làm hòa thượng như bọn ta cái đó càng hay chứ sao trừng quan hỏi phương trượng sư thúc họ muốn vậy sao còn đem theo binh khí vì tiểu bảo chắp tay đáp a di đà phật bọn họ đem theo giới đao hoặc thiền trưởng khi thế hung hăng cũng có thể họ muốn chặt đầu bọn tăng lữ trong bản tự. Nhà Phật đã nói, ta không vào địa ngục thì còn ai muốn vào nữa. Vậy chúng ta thấy đao chém đến cũng nên đưa cổ ra mà chịu. Cái đó kêu bằng, ta không chịu bi dây chặt đầu thì còn ai chịu nữa. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp A-di-đà Phật, Huệ có sinh là có diệt, không sinh thì không diệt, không bụi thì không có sạch. Đã hiệu sinh, hiểu diệt thì có đầu phải có mất đầu thuyết nhà Phật có tam đức là Đại Định, Đại Trí và Đại Bi. Bọn lạt ma cầm đao tới đây, chúng ta vẫn điềm nhiên như chẳng tay nghe mắt thấy. Không nghe, không thấy tức là Đại Định, bọn chúng giơ đao lên chém, chúng ta coi đao của họ như không. Thế là đai trí mỗi nhát đao chém tới đầu chúng ta lại rơi xuống. Toàn thể đi vào chỗ, ô hô, ai tay, ấy là đại bi. Vì tiểu bảo ở trong chùa lâu ngày, được nghe nhiều từ ngữ trong kinh Phật gờ á bột nghiệp nói nhăng một chàng dài. Trừng quan ngơ ngác xen vào, phương trượng sư thúc, chữ, đại bi, mà sư thúc nói ở trên e rằng ở thuyết từ bi chứ không phải bi ai thống thiết. Vì tiểu bảo mỉm cười nói, sư điệt nói như vậy cũng phải, nhưng ta nghĩ đức Phật cắt thị mình nuôi chim ưng, hủy thân mình cho hổ đói ăn, t t tế là đại từ, đại bi đến cùng cực. Bọn lạt ma này tuy hung dữ nhưng so với ác ưng, mãnh hổ còn khá hơn nhiều vậy chúng ta xả kỳ để thỏa mãn cho bọn chúng, cũng là tấm lòng đại từ, đại bi. Trừng quan chắp tay đáp sư thúc quả là người thông tuệ phi thường, am hiểu Phật Pháp đến chỗ vi diệu, khiến ai cũng phải bái phục. Vì tiểu bảo lại nói, bữa trước Ngọc Lâm Đại Sư đã dạy, kẻ xuất gia không tranh giành điều chi với người thế tục. Nghịch cảnh tới cứ ngồi yên mà chịu đừng, nếu chùa Thanh Lương quả gặp tai họa thì đó là kiếp vận không sao tránh khỏi chúng ta để cho bọn ác lạt ma vung đao chém đầu rồi mình viên tịch. Cùng nhau về Tây Phương cực lạc Âu cũng là một điều rất thú vị. Quần tăng ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng cho là vi tiểu bảo tuy nói hợp đạo lý nhưng kỳ thực hủ lậu đến cùng cực, e rằng gã hiểu lầm Phật Pháp. Trừng quan và trừng thông lại thấy lý thuyết của vi tiểu bảo không hợp lý với trí nguyện bình nhật của gã. Hai người đoán rằng gã đưa ra phản thuyết để khiêu khích cho Ngọc Lâm và hành si phải tự nói lên những lời cầu cứu chúng tăng lẳng lặng hồi lâu đột nhiên hành điên lớn tiếng sư phụ đã bảo bọn lạt ma ở tây tạng muốn bắt hành si sư huynh đem đi tức là muốn tàn ngược muôn dân để chiếm lấy thế giới thanh bình chúng ta sống chết có chi đáng kể nhưng để hàng trăm triệu bách tính cho bọn chúng giày xéo hã chẳng phải là tội nghiệp thâm trọng ư sư phụ còn nói chúng ta nhất quyết không để bọn họ làm sằng làm bậy vì tiểu bảo gật đầu đáp sư huynh nói vậy rất hợp lý so với kiến thức của tiểu nạp còn cao thâm hơn một tầng. Nhưng hiện tình thế lực bọn lạt ma lớn quá, e rằng chúng ta, quả bất địch chúng, thì làm thế nào? Hành biên nói, chúng ta bảo vệ sư phụ cùng sư huynh phá vòng vây sông ra, chắc bọn chúng không ngăn cản nổi. Vì tiểu bảo nói, tiểu nạp chỉ e một khi xảy cuộc đấu tranh, tất không thể tránh khỏi tổ thương đến sinh mạng của bọn lạt ma. A-di-đà Phật, nhà Phật có đức hiếu sinh. Ưu ừ một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, giết một mạng người bằng đạp đổ tám bậc bảo tháp, trong các giới điều của nhà Phật thì giới sát làm đầu. Biết làm thế nào cho trọn ven, hành điên đáp đây là bọn chúng muốn đến giết người, còn chúng ta bất đắc dĩ phải tự bảo vệ nếu không phải giết người là hay, nhưng cũng chẳng thể dương mắt lên bó tay chịu chết. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng nhộn nhịp, thiếu lâm tăng là trường giác chạy vội vào nói, khải bẩm phương trượng sư thúc bọn lạt ma dưới chân núi đã đi lên, vào gần 100 trượng rồi dừng lại. Vì tiểu bảo hỏi, tại sao chúng đi lên một đoạn rồi dừng lại? Phải chăng bọn chúng đột nhiên được Đức Phật cảm hóa sinh lòng hối hận, hiểu câu, bể khổ mênh mang, quay lại là vào vào bờ được, hành điên ra chiều tức giận lớn tiếng, không phải đâu, không phải đâu, đó là bọn chúng còn đợi cho trời tối hẳn mới ồ ạt sông lên. Nguyên hành điên khi xưa là một đại tướng trong đạo Hoàng Kỳ sau làm đến thủ lĩnh đội ngự tiền thị vệ của vua thuận trị. Vì tiểu bảo nói, cứ để chúng tiến lên đại hùng bửu điện. Trong bàn tử, chúng ngó thấy tượng Phật bảo tướng trang nghiêm rồi chúng dừng ngựa ở bờ, cái gì cũng không sao. Hành điên tức quá, không nhịn được nổi sông vị tiểu phương trượng này thật là, thật là, hỡi ôi, chẳng hiểu gì hết. Hắn toàn nói, thật ngu quá, nhưng hắn nghĩ tới nói như vậy là thật vô lễ đối với một vị phương trượng. Thế là hắn tới bờ vực thẳm biết dừng ngựa lại. Ngọc Lâm từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên, nhưng nghe mọi người tranh luận lại thấy hành điên chán nổi gân xanh. Mỗi lúc một to tiếng lão liền mỉm cười nói, hành điên, chính người mới thật là ngu dết. Còn phương trượng đại sư trí tuệ hơn đời, trong lòng đã có chủ kiến, hà tất người phải lo ông. Hành điên ngơ ngác nói, ô, té ra phương trượng đại sư đã có diệu kế. Vì tiểu bảo mặt mũi nhăn nhó đáp tiểu nạp chẳng có rượu kế gì đâu, chỉ có tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, các vị đều nói phá vòng vây xông ra thì chúng ta cứ làm thế. Hành Điên cùng bọn Trừng Tâm đều khen phải, vì tiểu bảo nói nếu vậy chúng ta mau mau thu xếp chờ đêm tối, bọn họ chưa kịp động thủ, chúng ta xông ra chạy về phía đông đến huyện Phủ Binh. Bọn lạt ma kia dù có hung dữ đến đâu cũng chẳng dám công nhiên đánh vào huyện thành. Bọn hành điên lại khen phải, hành si bỗng lên tiếng, con người bần tăng thật là bất tường, lần trước đã vì bần tăng mà phải giết biết bao nhiêu mạng người. Dù lần này có thoát được tài ách thì bọn họ cũng chẳng chịu thôi mà còn gây nên sát nghiệp không bao giờ chấm dứt.